Có nhiều khi ấy, người ta đang làm một việc thiện, nhưng mà mình không thấy được cái chân lý của việc thiện ta. Mình thấy gì? Người đó đang lợi dụng chuyện này, người đó đang làm mờ ám chuyện kia, cho nên rồi mình cũng phê phán thế này thế nọ. Mình không thấy được cái chân lý đó. Rồi cái ý thứ hai muốn nói là gì? Trong tất cả mọi sự việc, nó đều có ẩn cái đạo lý trong đó mà chúng ta không thấy. Có một ví dụ, mình bị đau khổ một việc gì đó, thì mình mà bữa nào mình qua được một cái cơn hoạn nạn đó, hoặc là mình nghĩ ra được cái cách nào mà giải quyết được cái việc đó, mình thấy cuộc quả thật cuộc sống này đã giúp cho mình vượt tất cả những khó khăn, mặc dù nó cho mình nhiều khó khăn, nhưng mà bù lại nó cũng giúp cho mình vươn lên trong cuộc sống. Thì cái chuyện ẩn chân lý nó hai cái ý. Nhiều khi cuộc sống này nó có những cái đạo lý rất hay mà ta không thấy. Mà không thấy thì cái gì phát xuất, đấu tranh nó phát xuất. Ví dụ như mình bây giờ mình chỉ cần để trong lòng một câu đó là sống nay chết mai nè. Chỉ ví dụ mình dở một câu đó đi, cũng bớt sân si đó, cũng làm cho mình bớt và hiềm khích, bớt trách móc nhau. Đợi cái khi nào mà chết rồi cái lời đó thôi, nghĩa tử là nghĩa tận nha. Quý vị có thường nói câu đó, nghĩa tử là nghĩa tận, nghĩa là cái tình nghĩa lúc chết đó là cái tận cùng nhất. Ví dụ như nhà người đó thiếu mình 100 lần, mấy năm nay đòi hoàn trả, mà mỗi lần đầu đó mình chửi nó xối xả, nó muốn trả, ôi sao mình rủa nó đủ kiểu hết. Tới hồi nó chết cái lần đó thôi, nghĩa tử là nghĩa tận nghe, anh thiếu tôi 100 của hai tôi xù, tôi xóa tôi bỏ. Rồi cái người kia đó, mình dẫn mình thề không gặp mặt người đó. Bao nhiêu người tới năn nỉ, nó thôi bỏ qua đi, nó chết rồi. À, có cái gì nữa mà trách, nghĩa tử là nghĩa tận, anh tới anh thắp cái nhang cho nó một cái, để xí xóa cho nó đi, để nó đi cho nhẹ nhàng. À, nghe vậy cũng có lý cái lời thắp cái nhang thôi đó nghe, tao mày quề á. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng mà nhiều khi mình đợi tới cái lúc đó muộn không? Muộn. Mình đợi tới lúc đó mình nói câu đó rồi. Vậy nên có cái bài hát mà nếu muốn nói yêu tôi đó thì hãy nói yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Bia đá làm sao mà cảm nhận được những cái lời nói của con người. Cho nên chỉ có trái tim con người nó mới cảm nhận được điều đó. Vì vậy cho nên đó, thật sự ra cuộc đời này nó ẩn một cái lý, một cái chân lý là gì? Tất cả chỉ là giả. Nói cách khác nữa, tất cả chỉ là tạm. Quý vị nghĩ cái gì tạm đó? Thậm chí hai người thương nhau mà nắm tay nhau, anh nguyện trọn đời này yêu em, ta nói tạm thôi nha. Em cũng nói tạm. Cái đó là thật sự là như vậy. Trong cuộc sống ta để mình hiểu được thế gian cái gì tạm đó. Cho nên là ai nhớ như là đủ rồi, còn kiểu khoe rồi thôi. Nếu mà nói đúng là khoe rồi, con nghe này, quên đi. Tại vì cuộc đời này bản chất nó không có em rồi, thì làm gì có cái gì em rồi. Thì không cái gì em rồi, chỉ có một cái là em rồi, là gì? Em rồi rest. Là chết chắc đó. Còn ngoài ra không có gì chắc nữa. Cho nên tạo tạo cái nó chắc chết. Đừng lo, chết là chắc. Còn ngoài ra không có gì chắc. Cho nên ở nghĩa trang người ta hay để forever. Nghĩ nghìn phút, an nghĩ nghìn phút. Cho nên cuộc sống này á, mình có nghĩ đi nữa là nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi là gì? Là nửa buổi thôi. Ví dụ như ban đêm á, mình đi ngủ á, thì gọi là ngủ nghỉ. Mà buổi trưa mà mệt á, nói là sao?
tôi nghỉ ngơi chút nha. Ngơi thôi mà, sao có liên tục. Đâu có ai ngủ ngủ trưa mà ngủ 4-5 tiếng đâu. Ngơi thôi, nửa tiếng là cùng, 15 phút là cùng. Thà lỡ cuộc sống này nói cho cúng ra là chúng ta nghỉ ngơi, còn nghỉ thiệt là ở ngoài kia. Hiểu được cái đó, trong cái đó nó ẩn ý. Chứ ví dụ người ta nói vậy nè, đời là một biển khổ, khi nào nó hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Nó ẩn chân lý thôi. Không mà nói ví dụ ta nói vậy nè, nhờ em nghe nặng nhẹ, trong chữ nhẹ có dấu nặng, vậy thì chữ nhẹ nó thật nhẹ không? Có dấu nặng thôi. Thật lưỡng anh biết. Cho nên có mà nói vậy để đại chúng thấy rằng cái gì gọi là ẩn chân lý. Trong chữ nhẹ có dấu nặng. Thành thử ra nếu mà mình thấy được cái đó, cái tâm hành đó bình an, và cái gì nó đến với mình đó, thì mình cũng biết rằng đây là cái pháp của thế gian. Pháp thế gian là con người là có sanh diệt, mà có sanh diệt là phải có đối đãi. Sanh diệt là một hình tướng của đối đãi, cho rồi nhận. Miệng nói trời ơi tôi với anh mà tính gì, nhưng mà thử mời đi ăn 5 lần thôi, cộng mời lần nào cảm chịu. Mời đi ăn 5 lần nó chẳng mời bữa nào. Đó là cái ẩn lý của chúng ta, thế gian là có sanh diệt, và sanh diệt là hướng lượng của gì, của đó là thù tạc vãng lai. Thù tạc là gì? Qua lại. Vãng lai là qua lại. Thù tạc là người này thiếu, người kia nhận, người này nhận, người kia thiếu. Và thậm chí người ta cũng nghĩ tới cái ý đó, người ta mới nói thôi kệ, ảnh tặng tôi cũng kiếm gì tôi tặng lại. Tặng người ta tặng mình xong về mở liền, coi giá trị nó cỡ nào. Trời ơi, coi nó tặng cho có. Thấy không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, con người mình rắc rối vô cùng. Coi vậy chứ rắc rối lắm à. Cho nên thấy tôi dễ lắm. Dễ lắm là tự làm đúng ý tôi, dễ là tôi biết. Là gì? Hiểu ra dễ lắm. Cái gì nó đến mình cứ cười nhẹ thôi. Tại vì mình biết đó, cuộc sống như vậy. Cuộc sống là sanh diệt vãng lai, thù tạc qua lại, bánh đến đi bánh quy lại, mời đi ăn đám cưới, mời đi ăn đám cưới cũng phải có bao. Mặc dù trong cái đó sự hiện diện của anh chị đồ vinh hạnh cho gia đình chúng con, nhưng mà mình đậu câu đó đừng hiểu lầm nha. Đi tới ăn không, ta sẽ nói sự có mặt của anh chị là một thao tốn cho gia đình. Mình hiểu như vậy á. Có một ví dụ chuyện này, người Việt Nam mình hay xài cái chữ là tan khó đi đâu. Tan khó, quý vị có nghe từ đó không? Tan khó. Tại sao gọi là khó? Bởi vì ngày xưa một người con mà muốn để tan cho cha mẹ, trước khi để cái tan phải đi cắt tóc, đi cạo râu. Bởi vì sau khi mà nhận cái tan rồi thì phải thọ cái tan nó 3 năm. Và trong 3 năm đó không cạo râu, không cắt tóc. Rồi cái người con đó phải đi ra mộ, cất một cái chòi ở ngoài đó canh chừng mộ của cha mẹ. Và ngày xưa đó, nó không có quy định thời gian, cho nên ông ai biết bao nhiêu ngày.
Sau này Khổng Tử quy định 3 năm. Lý do ngủ ở ngoài mộ, chăm sóc mộ cho cha mẹ 3 năm là để đền ơn tam niên ngũ bộ, 9 tháng tu mang. 9 tháng mẹ mình mang mình trong bụng và 3 năm nuôi dưỡng, gọi là 9 tháng tu mang, 3 năm bầu nấm. Cho nên để tan 3 năm rồi, và trong thời gian đó phải ngủ ở ngoài đó, không được cạo râu tóc, rồi thậm chí để giữ ấm cho mộ, người con thường hay đốt lửa kế bên, ý muốn nói là làm cho lòng đất được ấm để cha mẹ ngủ ở dưới đó ấm cúng, mà không gọi là lòng đất lạnh. Như vậy quý vị thấy suốt thời gian đó không đi dự tiệc, không ăn mặc lè lẹt, không được mặc áo màu, không được đi ăn tiệc, không được làm những cái điều mà gọi là vui chơi để gọi là đại tang, bởi vì mất cha mất mẹ. Khó không? Khó. Cho nên là tang khó. Bây giờ bạn bè mời mình tới đi ăn tiệc, từ chối, nói dạ xin phép, tôi đang phủ mộ cho cha mẹ, tôi không có đi được, bởi vì đi ăn bữa giỗ lỗ bữa càng. Đi tới đó ăn một bữa tiệc, tôi thiếu đi cái bổn phận chăm sóc nhang đèn cho ba mẹ tôi mỗi ngày. Cho nên người ta từ chối mình, người ta không đi, chứ không phải là mình cử người ta. Nhưng mà lâu ngày nó thành cái tục là ta có tang không cho ta tới nhà, đó là mình sai. Vì nó thành cái tục cho nên mình mới nghĩ là không cho ta tới nhà. Chứ thật ra người ta có tang mình vẫn mời người ta tới, nhưng mà tại vì người ta không muốn đi. Người ta không muốn đi vì người ta đi như vậy người ta mất cái thời gian chăm sóc cha mẹ người ta, cho nên người ta từ chối mình, chứ không phải mình từ chối người ta. Nhưng mà lâu ngày cái mình thành cái thói quen đó, ai có tang thì cũng tới nhà nghe không, rồi bắt phải xả. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tang để trên đầu đó, nó chỉ là một biểu tượng nói lên sự mất mát, chứ còn cái tang mà xả rồi bộ tâm tang cũng có sao. Cho nên xả cái tướng bên ngoài, cái tâm tang vẫn còn. Sự mất cha mất mẹ là mãi mãi đối với mình rồi, còn cái hình thức để khăn tang đó chỉ là một biểu tượng thôi. Thì thưa Pháp Hòa kể như vậy á, để cho mình hiểu thêm một chút nguồn gốc của lễ cúng trong dân tộc Việt Nam mình, để mình mới thấy rằng trong thế gian á, nó sanh ra các pháp gọi là gì, đối đãi. Tôi đám cưới tôi mời anh, rồi mai mốt anh đám cưới anh mời lại tôi. Có nhiều khi mình nói trời ơi, mình mời đám cưới người ta mà mình ta hoài mình cũng ngại, mỗi năm mời. Đôi khi mình thấy không thân phải nhắc mời, tại sao? Sợ ta nói không thân mình cũng mời. Mà thử bây giờ bảo mời cho nó đâu mời tôi đâu đi, mà mời là phải mời thiệt chứ mời miệng không đi nữa. Quý vị thấy đối đãi không? Đám cưới thì mời, đám tang thì chỉ thông báo thôi, không có ai cái tôi xin long trọng thông báo má tôi mới mất sẽ tổ chức nhà hoàng này kính mời quý vị tới tâm đường, không ai đăng báo gì đó. Đó là một hình thức thế gian đối đãi, thì cái đó gọi là thế gian hữu sanh diệt. Cho nên mình biết vậy đó, mình biết rõ là vậy đó, cho nên việc gì nó đến với tâm mình sao bình thường thế gian mà. Nói cho kinh Phật là như thị các pháp như vậy đó. Thậm chí ta khen mình đó cũng như thị nó, tại sao ta khen mình làm đúng ý người ta khen, chưa chắc mình đã giỏi, nhưng mà tại có nhiều khi mình dở hết với thiên hạ mà chỉ giỏi với người đó, cái người đó khen mình. Có nhiều khi xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình danh dự của người khác
mình xây qua cái chỗ tôi mới dành dụng dữ lắm được cái này cho anh nghe. Trời, cảm ơn nghe giỏi quá. Tại sao cảm ơn giỏi quá vì nó làm với mình. Mà trong cái đó ta phải phụ bao nhiêu người khác, phụ người ta phải buông bỏ bao nhiêu người khác làm lo cho mình. Cho nên cuối cùng cái thế gian này chúng ta sống cho mình nhiều lắm, chúng ta sống cho mình nhiều hơn cái thiên hạ. Thế mà cái gì mà mình ta khen mình là mình làm chết bỏ luôn. Cho nên cái gì mà nó đến á, cái cách quán của mình là như thị như thị. Và cái thứ hai mình quán là gì? Cuộc đời này á, cái gì nó lớn á, tạm thôi. Thí dụ như thế, trời ơi bữa nay nó giận tới chửi tôi quá trời, tạm thôi, tại nó đang giận. Mai nó hết giận nó khác. Có nhiều khi nó phục thiện, nó ăn năn, nó hối lỗi, nó thấy cái điều đó sai, nó tới xin lỗi mình cũng có. Trên mình cứ giận lại, tại giận lại là mình tăng trưởng. Tại vì lúc này thường thường ở lời cái giận mình là do hiểu lầm. Hiểu lầm mới giận chứ ai hiểu đúng mà giận đâu. Giận nhau mới đến lộ. Tại hiểu lầm, lầm là phải lộ. Mà lầm là phải gây lộ. Còn hãy hiểu đúng là đến đúng. Hiểu đúng là gây đúng. Mà nếu mà đã hiểu đúng thì làm gì có gây. Cho nên gây là phải lộ, có trúng đâu gây. Cho nên hai cái anh chàng mà làm toán, anh làm 2 1 cộng 1 bằng 2, anh bạn, anh học trò thứ hai cộng 1 cộng 1 bằng 3, cãi tróc lắm, đem vô mép ông thầy. Ông thầy biểu cái anh mà làm toán trúng nằm lên trong đánh trận. Nó tức quá, nó say quá, nó thầy có cộng lộn con làm toán trúng mà sao thầy đánh con. Ông nói thầy không phải đánh con cái chuyện trúng trận, mà con đánh cái tội con ngu, biết trúng mà những cái. Không biết con cộng một, cộng một, cộng hai là con trúng, con dặn cho con cãi với thằng thằng sai. Đánh cái tội ngu. Có nhiều khi mình dẫn dặn cân mình cãi xong mình sợ sẽ con ngu, mình cãi với thằng thiền đó. Có nhiều khi cuộc sống của mình là mình gây gỗ xong rồi mình nói dạ. Ví dụ như quý vị nhìn người lớn này, mình nhìn người lớn cái mình thấy nhìn người lớn có lỗ, nhìn người lớn không có lỗ, tại vì họ lớn. Mình giờ lớn gì? Lớn tuổi. Có thể sự hiểu biết của người lớn chưa bằng, nhưng người lớn có kinh nghiệm. Cho hồi nhỏ đó, mình đi học với các vị nói là khi mình còn nhỏ đó, mình nghĩ là cha mẹ thua mình. Nhưng mà khi lớn lên á, mình mới nhận rằng cha mẹ hơn mình. Tại sao? Cha mẹ hơn không phải ở cái học, mà cha mẹ hơn ở cái gì? Ở cái kinh nghiệm. Còn mình nhỏ mình nói cha mẹ thua mình là tại mình để học thức ra, mình đấu với, mình so sánh kinh nghiệm. Mà ở đời cái học á, lúc nào cũng không bằng cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó mới nhiều. Tại sao? Thì kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm là phải có xương máu trong đó. Nghĩa là đổ biết bao nhiêu, hư biết bao nhiêu, trật biết bao nhiêu, rồi mới có được. Cho nên á, một trong những cách đơn giản cuộc sống là gì đúng không? Cái gì cũng cho đó là một bài học. Cái gì quý vị cũng nghĩ là một bài học hết á. Hồi nhỏ có bà nấu cơm, 7 tuổi đi chợ nấu cơm nha. Mẹ ở nhà dạy á, là khi con nấu cơm sôi á, là con lấy cái miếng vải mà để mình cầm cái nồi đó cho đừng có ra, đừng có đừng có nó nóng á, cầm để chắc cái nước cơm đó nè. Ở Việt Nam mà nghèo là canh của mình là cái chén nước cơm đó. Cái thời nghèo là ăn cơm của mình không có canh, chắc cái nước cơm nó ra để làm canh lát nước cho nó dễ. Trời ơi, mình cứ lấy 2 chiếc đũa mình trọt vô cái quay này, mà hãy quẳng nó lên cái đầu là đập xuống đất. Với quý vị có tưởng tượng được cái cách có mà làm không? 2 cái quay nồi gì cái đưa cái chiếc đũa vô quẳng nó vậy nè, nó ốc cái nồi xuống rồi. Và mỗi một lần nó ốc cơm vô cái lò vậy là dơ hết trơn rồi làm sao? Thế là bắt đầu lấy lửa, lấy nước, xấu nguyên cái lò cho nó tắt lửa hết. Rồi mới hốt gạo ra rồi ngồi đãi cả buổi trời cho nó sạch trở lại. Mất thời gian không? Không có kinh nghiệm.
Rồi lâu ngày mình mới có kinh nghiệm, mình chắc gom ra làm sao. Thử ra người ta dạy mình là anh chịu, mình kinh nghiệm là anh chịu. Mà kinh nghiệm lúc nào mình cũng hay hơn, bởi vì cái học chỉ là cái căn bản. Cho nên á, một thầy cô cũng vậy. Lúc mới vô trường mà cô mình học bài bản cũng vậy. Nhưng mà nếu mình thật sự có hành những cái gì mình học á, mỗi một cái hành đó nó cho mình biết bao nhiêu kinh nghiệm sao, biết bao nhiêu kinh nghiệm trong sự tu học. Trên ngày nay mà có dạy cho các chú đệ tử, đa phần một câu kinh trong đó Pháp Hòa phần lớn là dạy bằng kinh nghiệm, còn đưa cái câu đó để có bài để mình nói. Nhưng mà đa số Pháp Hòa nói là nói từ cái kinh nghiệm tu tập của mình, từ khi mình còn nhỏ sống trong đó. Đi tu không có huynh đệ, không có một người huynh đệ nào cùng tu. Lúc đó mới 15 tuổi thôi, không huynh đệ cùng tu, không một thầy nào xung quanh mình để mà chỉ dẫn nhắc nhở cho mình. Còn thầy mình thì lâu lâu nhắc một vài câu, mà đa phần là tự tập tự học và tự mình ý thức cái việc mình cần làm. Lễ lớn tự soạn văn bản thông báo lễ Phật đản, soạn xong rồi trình lên cho thầy, con biết về được chưa? Chứ thầy cũng không có cần phải nói con đi soạn một cái văn bản thông báo, không có, tự mình hết. Soạn xong một cái văn bản rồi nó đưa trình lên thầy để thầy kiểm duyệt. Việc gì mình cũng tự lo trước hết, rồi chỉ cần trình qua thầy để thầy chứng minh cái là được thôi. Cho nên kinh nghiệm gì? Thì một trong những cách mà chúng ta quán chiếu trong cuộc sống là gì? Đó là chúng ta luôn luôn quán chiếu cái khó khăn là một bài học, là một kinh nghiệm sống. Đa phần là mình dạy con mình là kinh nghiệm nhiều hơn là bài bản. Tại vì mình học sao bằng đó. Tiếng Anh mình là quơ nhiều hơn nói mà. Là mình nói với con là mình nói toàn là những cái kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa hỏi tụi quý vị chia sẻ với con, có bao giờ mà nó nhận hết những cái gì mình nói không? Nó chỉ nhận phần, nó đôi khi nó ngồi cho có rồi. Tại vì nó đầu nó nghĩ sao mình học cái bằng, lúc nào nó lấy bài bản rồi nó so với cái học của mình. Nô bà nói vậy đúng, trường nói vậy nè, cô nói thế này nè. Cho nên ở đây ví dụ như mà ba mẹ nói, mẹ nói con nghe mà đánh con nghe, mẹ đừng nói vậy nghe, cô kêu chính một bóng á. Rồi nó điểm huyệt một cái là xong. Đó, thật sự là con cái là nó từ một cái thứ hai á, mình đừng có cầu cái gì cuộc đời mình phải hoàn hảo đó. Tại vì Phật nó nói với mình rồi, cuộc đời là tương đối, hễ mình được cái này là mất cái khác. Có một ví dụ thôi, có thể hôm nay bạn quý vị mời quý vị đi chơi, con cái mình nó muốn mình đi đâu đó, cái mình mới nói thôi lâu lâu má mới được một bữa tu tập đi nghe pháp, thôi má đi đây, mình đi đây thì phải bụng kia chứ, có phải không? Pháp Hòa cũng vậy thôi, hễ mà sách vở đi hoài được cái chuyện về giao tiếp rồi kết duyên với Phật tử khắp nơi, nhưng mà bù lại là mình thuộc đi cái phần chăm sóc trực tiếp đối với cái đạo tràng mình đang hướng. Nhưng mà nếu như mà cuộc đời này mình làm cái gì mình cũng muốn hoàn hảo hết á, là mình sẽ khổ và đời sống mình không bình an. Mình muốn bình an á là mình làm hết lòng chứ không hết việc, và đồng thời không bao giờ hoàn hảo hết tất cả những gì. Pháp Hòa ví dụ hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, Pháp Hòa nói hết lòng mình nhưng mà cũng có thể một số nào đó không đồng tình. Bởi vì mình nói hết lòng, hoặc là đôi khi mình nói hết giờ chưa hết ý, và cái người kia cũng hiểu mình mà chưa hiểu hết ý, thì cũng có thể tạo ra hiểu lầm. Cho nên cuộc đời này mình không có thể hoàn hảo được. Cho nên đó, định nghĩa với Phật, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha,
giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha là giúp cho người khác giác ngộ, và cái hạnh nguyện giác ngộ người khác viên mãn. Thì mình đặt một câu hỏi, vậy thì Phật có viên mãn tự giác giác tha chưa mà Phật nhập niết bàn? Chúng sanh mình còn mê mà chưa ai giác ngộ hết mà sao Phật lại kêu phải được gọi là Phật mình giác hẳn viên mãn? Thì mình phải nhớ rằng mình chỉ có thể giác hạnh viên mãn với những người có duyên thôi. Còn người không có duyên sao giác hạnh họ viên mãn được? Ví dụ bây giờ người đó không thích đi chùa nghe pháp, làm sao có cơ hội nói gì với họ? Rồi thậm chí bây giờ mình lén mình bỏ lên YouTube mình bấm họ nghe, nhưng mà họ cứ bấm mà ta đi bay nay rồi tình anh bán chiếu. Thì là họ đâu có bao giờ họ bấm vô những cái bài pháp gì đâu mà làm sao kết duyên được. Cho nên cũng mặc dù tự giác giác tha đầy dẫy ở trên YouTube, nhưng người không chịu nghe thì cũng không thể nào đủ duyên giác ngộ. Vì vậy thì ở đây chúng ta phải trả lời, Phật là người giác hạnh viên mãn với những người đủ duyên. Mình cũng vậy nè, năm đứa con nghe, mà có đứa mình nói một câu nó không nghe, còn có đứa mình nói đâu nghe đâu, có phải không? Rồi có những đứa nó nghe mình chuyện nó làm trạch chính chuyện, và có những đứa nó mình nói gì nó mình im nó làm, có những đứa mình mới vừa mở miệng là nó xịt mình rồi đó. Đó thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời này ngay cả con cái của mình cũng phải đủ duyên độ nó. Nhiều khi nói với mình không phải là thiện duyên, nói với mình là nghịch duyên. Nó đến đây nó với mình phải đối nghịch ở tư tưởng. Nhiều khi nó rất thương mình, nhưng mà hãy sáng lại nói với mình thì hai ba câu thôi là mình với nó có duyên này. Nhưng mà mình biết trong lòng đó luôn, và thậm chí mình cũng thương nó, nhưng mẹ con không cả, cha con không cả. Có những đứa con đó mình chỉ cần suy nghĩ mình sống và làm hiểu ý của mình luôn, nó lo hết cho mình luôn. Cái đứa con đó gọi là ưu sanh. Còn đứa con nào mà nói đâu nghe đó, biểu đi chùa à, biểu nó lại chúa, biểu nó làm cái gì làm đấy, là đứa con đó là tùy sanh. Ưu sanh là cái đứa ưu việt lắm, đặc biệt lắm, nói ít hiểu nhiều, và thậm chí mình chưa nói ra hiểu ý. Đứa con đó là ưu sanh. Còn đứa con mình nói nghe là mình là tùy sanh. Còn đứa nào mà nó lên với mình hẳn hồi là liệt sanh. Chữ liệt sanh nghĩa là chữ liệt này là dở, là hư kém. Cho nên duyên ở trong đời này không phải là không có, nhưng mà nhiều hay ít, thiện hay ác chứ đều có duyên. Quý vị ngồi đây, quý vị có thể nghe quý thầy nói, đó là thiện duyên đó. Còn nhiều người người ta không nghe được, người ta thấy cái này nó không có thích thú, nó chán lắm, để chưa được, không phải họ có gì, chưa được gì. Đến một ngày nào đó họ được gì. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta làm chuyện gì á, làm hết lòng, làm hết tâm, nhưng mà đừng cầu hoàn cảnh. Quý vị nấu một món ăn rất là ngon, tuyệt chiêu của mình đó, vậy mà lâu lâu nấu chật lắm, không có gì hoàn hảo đâu, không có hoàn hảo được đâu. Tụng chúng đại bi là một như cháo, vậy mà có bữa sườn ngắt, tụng chật lắm. Mới có na ra cẩn trì ta bà ha, mà nhảy là na ra cẩn trì bà đà ra dạ ta bà ha. Mặc dù chú đại đi gỗ ngực, tôi một chú đại đi như cháu cũng có bữa cháu khe chứ bộ. Cho nên á, ở trong cuộc sống của mình á, nó có hai cái việc mà mình quan tâm hồi nãy và tôi lại kiếm. Tất cả những gì mình làm đều rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Tại sao mình làm cái này bữa nay nó về ngày mai làm khác,
Thứ hai đó, mình muốn người ta đối xử với mình sao á, trước hết mình làm cái gì? Đối xử với người ta vậy. Người xưa người ta dạy mình đó, cái gì mình không muốn á, đừng làm cho người khác. Còn ngược lại, mình muốn người ta đối với mình sao á, thì mình phải đối trước với người ta. Vì cái gì mà đi trước á, luôn luôn nói theo lời là gì? Khôn. Đi trước là khôn, là nếu mà nói tiền bạc là sao? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quý vị mà tới chỗ nào mà mình cần sự giúp đỡ của khác, có gói bánh, gói trà, bao lì xì, sẵn dịp bữa nay tới đi biếu bát, biếu ăn, còn lát nhở gì đó cũng làm. Đời tới hết cuối cùng rồi, tại sao không? Để tôi coi nó làm ăn ra làm sao tôi mới cho. Mà nó trong hoài mà không đưa gì hết thì nó phải đối xử khác của mình rồi. Thành thử ra tự mình không được cái sự service, và người đó hiểu lầm là mình sẽ không cho, cho nên người đó đối xử xấu như vậy với mình. Kể cả mang cái tư tưởng nghi ngờ cũng vui với nhau. Ở bên Ấn Độ á, chỗ bồ đề đậu tràng, chỗ cây bồ đề mà Đức Phật ngồi thiền thành đạo đó, có mấy cái anh mà ngồi quét lá chùa uống á, mấy anh đó không phải Phật giáo hay Phật tử gì hết á, ổng chỉ là cái người dọn dẹp thôi. Có buổi sáng nó không ngoài đi ra lễ Phật, mà cái cây bồ đề chỗ Phật ngồi á, đặc biệt là ít khi nào nó rụng lá lắm, mà khi nào nó rụng là đa phần nó rụng buổi sáng sớm, cái giác 4-5 giờ rụng một vài lá. Trời ơi, mình ra một canh từng lá rơi vậy nghe. Mà ơi, ở trong góc không có hàng nào đâu là nó rơi ngoài. Cái con bữa nọ không là vô lại Phật, cái con cái anh đó, anh cầm chiếc lá trong tay, anh đâu có biết nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh, anh cứ chỉ ý đó là cây này tử, lá này tử cây đó đó, anh đưa cho mình. Mình tưởng đâu là anh thấy mình thành tâm lễ Phật, anh tưởng mình đây là rồi đi mỗi bước lại Phật lại, mỗi bước lại Phật lại, lại từ 4 giờ sáng lại tới 7 giờ sáng ảnh cứ đi tò tò theo mình vậy là một chuyện. Chuyện thứ hai, ảnh thấy đi sao mình hình như mình không phản ứng gì hết, không ảnh cầm cái chỗ ảnh đi trước, ảnh cầm cái chỗ thì ảnh quét, có quà lại nó đâu ảnh quét, mình cứ khoát tay mình nó khỏi ảnh cứ quét gì đó. Quý vị ảnh chào gì? Chào mừng lì xì. Mà mình đâu có biết, tại mình tưởng ảnh thánh thiện. Cái thứ hai đó, mình nghĩ mình tu giỏi mặc độ. Quá Phật cho cái lá mà Phật sai bộ pháp xuống nét đường cho hình. Tới hồi lại Phật xong hồi hướng mình đi, cho chị theo ra tới cửa luôn biết. Lúc này anh chịu hết nổi rồi. Money. Rồi cũng cái vụ mà Phật cái diệu Phật cũng độ. Mình tưởng mình tu hành chân chánh rồi ra lại Phật rồi Phật độ nghe. Anh đi sao rồi cho lá rồi quét đường rồi. Con lần đã đi cũng có độ, đi tới chỗ cái ngày vô não á, quý vị biết ngày vô não là một trong những đệ tử của Phật á, mà giờ do nghe lời suối biểu của người ta mà đi giết, đi chặt một trăm cái ống tay sâu về thành sâu chuỗi đó, sau này ngày được độ. Thì khi mà ngày mất mình sẽ có làm cái tháp gần để tự ánh sáng đi ra đó. Thì mới vừa bước lên cái ông Ấn Độ đó, trời ơi, ông chắc ta tu kính mình, chứ mình tưởng đâu mình tu hành đạo mạo chắc có người tới đây. Trời ơi, lỡ rờ tay rờ chân không rờ tâm không có rờ tâm. Thế mình tưởng mình tu thiệt, hỏi hầu hoang. Tới rồi chắp tay xá ổng mình đi, ổng đi theo. Cái cuối cùng ổng cũng ra dấu luôn. Giờ phải biết á, thế gian mà lại có đông đảo,
mình làm cái việc gì á, mình muốn người ta tốt với mình, xin lỗi, không phải mình muốn chuộc người ta, không phải vậy, nhưng mà ở đời có những cái việc, ví dụ mình muốn người ta nói lành với mình, người ta nói lành lên với người ta. Có một cái lần đó, đi trong một chuyến xe thì có một cái vị đó cũng coi như là cũng có cái, có cái mình gọi là sao, cũng có chức gì đó, thì đi lên xe kêu một cái cô đó đi xuống chỗ khác ngồi mà nói về nè, ê cái chị kia đi xuống dưới kia không, thì cái chị này cái ngồi ly chứ kéo đi. Phong bà thấy bây giờ nếu mà về tình hình về hoài là xe đâu đi. Phong bà nói cô bà nghĩ cô xuống dưới đây cô ngồi nè, chỗ này cho mấy bác lớn tuổi nói như thầy đang có chuyện gì để nói. Còn đứng gì cô đi, còn cô cũng điện nguyện mình. Nhưng mà cô điện nguyện tốt, ý đồ đó là để nói chuyện như thầy đi, cô đi bây giờ cô đâu có cần. Cái sau cái gì chưa hết, tôi sẽ về tôi quét má chị. Cái bà đó, ông khỏi lo, tôi nói vợ trước. Cái gì thấy không? Gắn thành thử là cái cách. Có một cái lần ở trong một cái khóa tu, với tôi với cái nhỏ lên con đứa mét hoài, trời ơi sáng tới tối mình dạy chưa tới đâu, mình dạy lên mét đứa này về đứa kia mình nghe. Cái mỗi lần nó mét nữa, cái mà hình như bọn hỏi đang làm đứa đó đâu đâu thì muốn chỉ cho nó làm sao, nó bây giờ nè nè đó đó nè đó đó thằng đó đó, cái con còn chụp cái tay đó. Con nhìn cái bàn tay con nè, có một ngón chĩa ra ngoài mà ba ngón chĩa lại. Quý vị hiểu mà nói. Khi con muốn chỉ ai là như vậy nè, nhưng mà con đừng có quên, trong khi con như vậy là cũng có ba người khác chĩa là con. Nhân quả mà. Mình đừng có nghĩ là mình là số một, cũng có ba cái một kia nó chỉ rồi. Chờ không ạ, chỉ cái đứa nhỏ nó ngay vậy. Thường thường con nít á, mình thuyết, mình đi thuyết nó không nhận ra, kiếm hình ảnh, kiếm câu chuyện ngay giây phút đó nó nhận ra được. Thở khi mà con đưa một ngón tay con chỉ người khác đó là ba ngón khác chỉ rồi. Thầy con nữa đó, nó vào một phát tu xong cái phát nước xong chửi. Cái nó về, cái bà nó biết bà nó thích. Nó chẳng, chắc con không nhận được, con về bà con thấy này, bà con tự con. Bà nó bảo mày tu có mày. Theo bà nói, con đừng có nói, con tu, con niệm Phật gì hết á. Bà con hỏi sao chửi này làm gì của nó, bà biết không? Mỗi lần muốn cung tay con đánh ai á, con nhìn xong chửi là ở được lúc lại. Cho nên sau chuỗi để nhắc con hiền đó. Giờ có nhiều vị đeo chuỗi ra phong trào áo tím, chuỗi tím, áo đỏ, chuỗi đỏ, áo xanh, chuỗi xanh. Hôm nay đeo sau này, mai đeo sau kia, rồi có nhiều khi đeo giữa hôm sau, hai bên hai sau. Họ có niềm thật không? À, đeo phong trào thôi. Thôi thì bây giờ mình đeo phong trào cũng được, nhưng mà nhớ là hãy khi mình muốn làm cái gì sai mà cũng cái tay mình lên làm, là thấy sau chuỗi này dù mình không niệm Phật, nhưng mà cái giây phút mình nhận ra, cái giây phút mình nhận ra đây là chuỗi Phật, mình đeo chuỗi Phật không thể làm gì khác nắm ra được, rút cái tay lại. Tại hồi nãy giờ mình vừa gung cái tay vậy nè, đây là cái gì, cái chuẩn gì đó ha, thì mình rút lại, hàng long thập bát chuỗi. Ta này đã thương quyền, đã thương quyền đánh không bằng hàng long thập bát. Thử chữ niệm Phật là gì? Niệm Phật là nhớ Phật, chứ không phải miệng lâm lâm niệm cả ngày khi niệm Phật. Cái đó cũng đúng nhưng mà chưa đúng nghĩa, chưa đủ nghĩa. Niệm Phật là phải nhớ Phật, chữ niệm là nhớ ta. Ví dụ như mình mua một cái món quà mình tặng, mình nói tôi tặng anh để kỷ niệm.
để anh giữ cái này, còn mỗi lần anh thấy cái này anh nhớ tới tôi, đây là món quà tôi tặng. Mình thấy một cái gì mình lưu trong lòng gọi là hoài niệm. Hoài niệm tức là mình lưu cái đó để mình nhớ. Kỷ niệm, hoài niệm, chụp một tấm hình để vào luôn là lưu niệm, lưu cái sự mỗi lần nhìn cái hình, ồ tôi nhớ là hình này tôi chụp ở đâu năm nào, lưu niệm, hoài lưu niệm, giữ cái kỷ niệm, nhớ hoài và hoài niệm. Vậy thì chữ niệm là nhớ, niệm Phật là nhớ Phật. Cho nên ta nói niệm kinh là nhớ kinh. Kinh là tụng, là đọc, chú là mình trì, Phật là mình niệm. Trì chú, tụng kinh, đọc kinh, niệm Phật. Trì là giữ, giữ câu chú liên tục. Ví dụ là tụng câu cuối của chú Chủ Đề, tụng nguyên bài chú trước. Kể thủ nghi tô thất đế đầu nguyện lãnh lễ thất công chi ngã kim sư tán đại chủ đề như nguyện từ bi vị gia hộ nam tất ta nam tất người ta người đại vô chi nam tất người tha chúc lệ chúc lệ chúc đề ta bà ha. Xong rồi lấy cái câu tâm chú của chú chủ đề là câu cuối lớp đọc anh chúc lệ chúc lệ chúc đề ta bà ha chúc lệ chúc lệ chúc đề ta bà ha chúc lệ chúc lệ chúc đề ta bà ha chúc lệ chúc lệ chúc đề ta bà ha. Một ngày mà trì 10 sau 20 sau, thậm chí đi đứng nằm ngồi trì cái câu đó gọi là trì chú. Giữ cái không. Còn khi mình niệm Phật đó là mình tưởng nhớ Phật, mình niệm danh hiệu Phật. Không có thuộc kinh, mở kinh ra, đọc kinh. Kinh giờ đọc xong thuộc rồi, chỉ cần chắc tơ lên, thầy cũng xuống câu nào tốn theo là tụng kinh. Tụng là khi mình thuộc là mình đọc. Không thuộc mở ra là đọc. Mình lắm ra mình niệm là trì. Cho nên chú mà mình trì, Phật thì mình niệm, kinh thì mình đọc. Chứ mình niệm Phật đó là mình nhớ Phật. Mà bây giờ quý vị không niệm Phật mà mỗi khi mình làm một cái việc gì sai mình nhớ Phật là tự nhiên giúp mình. Bây giờ nhớ Pháp là niệm Pháp. Ví dụ có Phật có làm bài kệ: ai nói mình hay dở, ta khoan hải trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Nếu mình thuộc được cái câu đó mình để lòng, mai mốt chuyện gì đến mình nhớ câu: ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Niệm Phật. Sáng hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và có buổi nói chuyện này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của sự tu học trong đời sống của thế gian. Để nhận chân được các pháp, trước hết mình hiểu thế gian. Hồi nãy Pháp Hòa thưa thế gian là gì, đại chúng nhớ đây: hữu sanh diệt khả pháp hòa. Và thậm chí ẩn chân đi, nó có rất nhiều những cái điều hay ẩn tàng trong đó. Do mình không thấy cho nên mình vô minh, mình hành xử. Một khi mình hiểu ra được rồi là tất cả đều là bài học của kinh nghiệm, của sự sống. Cái thứ hai là mình nhìn tất cả mọi sự việc đều là những cái kinh nghiệm mình rút ra được, những cái bài học của cuộc sống. Kế đến là mình làm việc không cầu hoàn hảo, và mình làm hết lòng của mình, tập trung vào những cái việc gì mình cần làm. Thí dụ một người xuất gia, bổn phận của người xuất gia, nói theo cái từ mà cho nó hay chút là trên cầu Phật đạo dưới cứu chúng sanh. Còn nói đơn giản hơn, bổn phận của người xuất gia là làm một cái công việc hàng ngày, đó là khai thị chúng sanh. Khai là mở, thị là chỉ,
mình phải có bổn phận khai mở chỉ bài cho chúng sanh hiểu được cái phương pháp tu hành. Người ta có thể làm điều mê tín, nhưng nếu với cái cách khai thị của mình, họ không còn mê. Nhiều người á, để tang mẹ vừa xong, ba vừa xong là muốn xả tang liền. Pháp Hòa đồng ý, nhưng mà sau đó Hòa nói: quý vị muốn thì tôi xả cho, Hòa xả cho. Nhưng mà xin thưa, không cần thiết đâu. Vì cái tang là cái sự biểu lộ đó. Nếu tôi mới đi về Mỹ, dạ không sao, quý vị cứ về để tang. Thí dụ, bạn mình tới nhà chơi, mình đưa bạn mình ra tới cửa mà bạn mình vừa ra khỏi cửa mình quay lưng vô mình đóng cửa cái cam lên, bạn mình nghĩ sao? Chắc nãy giờ ở trong tôi về là mà nó nói cái phép lịch sự là mình đứng ngay cửa chờ bạn ra xe đóng cửa và thậm chí ta đi rồi mình mới đi vô, có phải không? Người ta nói vừa ăn xong cơm mà đứng dậy dọn chén liền có sao được. Cho nên ăn cơm rồi cái bài chè bài bán ra để chi? Để gọi là giữ khách, để gọi là giữ khách, hiếu khách và đãi đánh ngọt. Anh đến với tôi ăn bữa ăn, sau khi ăn rồi tôi đãi anh miếng bánh ngọt, mình gặp nhau vui vẻ đi về ngọt ngào. Tôi có ý trong đó hết, vừa ăn xong cái đứng dậy đi về thì tự nhiên khách tức cũng thấy kỳ, trời ta mời vừa ăn xong đi về mà người chủ cũng không thấy được là người ta khách vừa ăn đứng dậy dọn chén, thậm chí nhiều khi muốn dọn chén xin phép quý vị dùng xong chưa, tôi xin rút cái chén không dám nó dọn, tôi xin rút cái chén này ra để cái chè vô cho quý vị dùng xài chữ dọn, và ta nghĩ là muốn tiện lắm. Thì có mà nói ví dụ vậy xong phải không? Quý vị mình, cha mẹ thương mình, lo cho mình, giờ cha mẹ muốn bị chết để người ta chưa tắm. Có nhiều khi sáng liệm, chiều xả rồi bị gì đó ta làm có buổi đó. Thì có mà nó không sao hết, cha mẹ có một mình, nhưng mà tự mình thấy sao mình sống mà không ghét. Nếu mà nói ra tiếng chưa mà đỏ, mình sống mà nó ghét quá. Cái gì đâu mà mới vừa hạ nguyện cái lọt tan rồi nhìn thấy cái hình ảnh nó lạnh lùng. Nói xong rồi, rồi tôi giải thích rồi đó. Giờ nếu quý vị muốn xả tôi xả. Dạ thôi, nếu thầy nói vậy thôi cũng đẹp. Bổn phận của mình tôi làm việc đó. Ai muốn xả mình xả, nhưng mà trước khi xả tan đó, ai mời ông bà ra cúng tiệm mà cũng đi nữa, tiệm làm leo, tiệm làm tóc, tiệm tao có đi nữa. Nhưng mà cái cúng của bà có ý à? Trước khi ông bà cúng xong, sau khi cúng xong rồi đó, hôm nay thầy có duyên được ra cúng cho quý vị trong một cửa hiện tiền. Mấy anh chị làm tóc, làm móng, là mấy anh chị muốn làm đẹp cho người khác. Nghĩa là mấy anh chị đem hết cái khả năng làm đẹp của mình làm đẹp cho người khác. Nghĩa là mình cũng sống đẹp dưới đó, mình rất là creative, mình rất là sáng tạo, mình mới làm đẹp được cho người khác. Thì hãy phát triển cái đẹp trong mình để mình làm đẹp cho người. Mình làm chủ á, tiệm á, dễ lắm. Nhưng mà làm chủ mình khó. Ở trong này người đóng vai nhân viên để hiển lộ cái chức làm chủ của mình. Vậy thì mình làm chủ, mình bắt nạt người ta cũng có giỏi làm chủ được cơn giận của mình hay không? Mình làm chủ tiệm mà mình không có ra này nhân viên, mà mình coi người làm giúp bạn bè với anh em trong nhà thì ta mới hết lòng với mình. Làm chủ tiệm dễ, làm chủ nhà dễ, mà làm chủ bản thân khó. Thậm chí làm chủ chùa cũng dễ, nhưng mà làm chủ cơn giận của mình khó.
làm chủ sân si của mình đó, ở bảo với tôi là chủ trì thì ta nói ai giận đâu. Quý vị để ý có phải không, khi Pháp Hòa ra cúng vậy đó, cúng xong mà nói vậy rồi đó, thì Pháp Hòa xin lỗi là mình khai chưa, mình thị chưa, khai thị rồi, khai là mình mở, thị là mình chỉ. Quý anh chị mời Pháp Hòa ra khai trương, nghĩa là mình mở cái tiệm không? Khai trương thì chỉ một lần, khai tâm là việc làm là mỗi ngày. Mỗi ngày phải khai tâm mở trí. Tâm trí không mở là sống tối vui, mà sống tối vui là cảnh của địa ngục. Tâm trí mà mở ra là cảnh của thiên đường. Cho nên trời cõi trời á, một chư thiên mà sắp sửa hết phước và đọa đó, có năm cái tướng biểu lộ. Một, hoa trên đầu bị héo. Hoa là gì biết không? Trời làm gì mà không có mùa xuân. Còn bánh tươi được lắm hả nở. Người nào mà bữa nào buồn, hoa không nở. Hoa trên đầu chư thiên héo là một phước, một cái còn một cái biểu lộ chư thiên sắp hết luôn. Thứ hai, tâm lý bồn chồn, không có yên, có không? Bữa nào mà mình người mình nghiệp chướng nó tới rồi, tâm không yên. Thứ ba, thường gặp ác mộng. Thứ tư, trong người rịn mồ hôi. Đừng nói chi khác, đi đường mà lạng cái cũng có một hơi hộ. Mấy cô Mỹ yếu ta lái mà lọt ra xuôi quê mà lái biết đường mà trời ơi cũng quán cho mồ hôi mẹ mồ hôi con vậy ra. Không phải không? Quyến thuộc xa lìa, những người xung quanh mình họ chán chán mình sao? Cho mình sống làm sao mà mình đi đây mình ta né chỗ khác, mình ngồi đây ta sắp nối chỗ khác là biết mình số 1. Vì có ai dám vào gần nữa đâu ổng bộ. Quý vị biết là hả? Năm cái phước, xin lỗi, năm cái biểu tướng mà chư thiên hết phước. Hoa trên đầu héo, tâm lý mình bồn chồn, mồ hôi mình rịn ra, ngủ không ngon, người xung quanh xa lìa. Đâu cần phải chờ, nghiệm lại coi thỉnh thoảng mình có năm cái tướng đó trong cuộc sống mình. Vậy là mình biết là mình chưa thiên rồi. Mình ở trển rồi. Ta cứ ngỡ trần xuống đây chơi một chốc, thế sao ta ở mãi tới bây giờ. Mình nghĩ trần gian là vui, mình xuống chơi một chút thôi. Vậy mà nó lúc một ngày, để đồng hồ 5 giờ dậy tụng kinh, nó reo xong cướp xuống không sao đâu. Mình ngồi mà muối một chút, nằm nướng một chút, lát nó khét luôn. Tới hồi giật mình dậy 9 giờ tới rạng sáng. Sáng tối trước khi đi ngủ, set up chuông mỏ, kinh lăng nghiêm để sẵn. Để sáng ngày thức dậy tụng kinh, ai ngờ tới đi bất tình. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái cách cho mình quán chiếu trong cuộc sống, rồi mình thấy cuộc đời này nó vậy đó, nó tất cả nói chung lại là gì nè, sống cái bí quyết để mình sống đơn giản, không cần làm gì cầu kỳ, mình muốn người ta đối xử mình sao hãy đối với người ta. Ví dụ như ta hỏi mình câu nhẹ nhàng rồi nên đáp lại nhẹ nhàng. Mà cuộc sống này nó bị ví dụ bên ngoài. Ví dụ như ta mới gặp mình, ủa chị mới mua cái đồng hồ này, làm như con mình mà có vậy đó. Mà đâu có gì đâu. Tại vì họ thấy mình có cái đồng hồ đẹp, ta muốn gọi là bộ chị. Nhưng mà không biết mình nghĩ làm sao. Mình lại nói một câu vậy cái thì ta bất hứng. Ta không muốn tiếp tục nói chuyện với chị mình. Có phải là kêu mình là một dạng cái cõi trời, cái thân xa lắm rồi, cái cách đó. Bà vợ đi làm mới về, ông chồng đi nước mà, ông chồng cũng danh minh phải,
Như bữa nay anh làm mệt, về mệt không em? Ông thử đi làm cho rồi biết. Rồi, xong. Hết kèm. Trời ơi, để xe xuồng như cái tổng tài vậy. Chuyện gì mấy ổng cũng lên báo, chuyện gì mấy cô cũng lên hát. Nhưng mà thật sự mỗi lần nói vậy chi, không phải là không qua làm bà tám. Nhưng mà các vị nói vậy xong Pháp Hòa cũng an ủi, thôi kệ đi anh, không cảm chắc là chị mệt. Đâu chắc chị mệt. Con bữa nọ bà vợ nấu ăn, chồng đứng phía sau, em bỏ miếng muối vô em bỏ miếng nước tương, bỏ miếng này vô. Bà vợ có sùng thấy quá, chỗ tôi nấu ăn mà không có lượng sồn mày. Không, anh cũng muốn cho em hiểu, mỗi lần anh lái xe em cứ lãng nhãi vợ. Thôi hết rồi. Hoan hỷ là cái vui ở bên ngoài. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc đó, ngài là biểu tượng cho sự hoan hỷ, cái cười vui thấy được bên ngoài. Nhưng mà khi mình an lạc, tức là những cái niềm vui ẩn tàng bên trong mà không phải do tiệc tùng, những câu chuyện vui, mà do những giờ phút lặng lẽ mà vị đó có được. Chờ khi mình tụng, có nhiều người ta tụng xong rồi chúng ta an lạc vô cùng. Có nhiều người người ta ngồi thiền ra ta an lạc vô cùng. Chỗ đó mình nói không được. Vì ai ở trong đó thực tập cái đó mới giữ được cái đó. Cho nên á, bởi vì chúng ta là những người sống trong cõi đời, có cái tâm trí muốn vượt những cái khó, vượt đi những cái tâm bấn loạn điên đảo của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta đủ trí sáng, chúng ta ứng dụng sống trong đời sống này, để làm vui mình, vui người thương của mình và xung quanh. Để mình không phí đi một kiếp người, mình không có lãng phí một cái kiếp sống. Thì Đức Phật là người thầy thuốc, có thể bào chữa, bào chế các loại thuốc khác nhau và cho mỗi người chúng ta một phương thuốc tùy theo hoàn cảnh của mình. Thì chị cứ chọn một cách nào đó mà chị thấy là ứng hợp với sức khỏe nè, thời gian nè, và cơ duyên. Ví dụ mình thích lại Phật nhưng mà mình bị tư mà lại nhiều không được, thì lại 10 lại thôi. Thế bắt trước ta lại tới 100 lại, lại xong nặng tuần. Đúng không? Mình vẫn ứng dụng được lại Phật, nhưng mà hoặc là mình chọn Pháp tu mà nó cũng phải phù hợp với sức khỏe của mình. Dạ, thế này cho hỏi là dạ thế này cho con hỏi là trên đời Đức Phật Thích Ca có làm điều gì không được không? Không có nghĩa là Đức Phật Thích Ca không làm được điều gì không hả? Thì con nghĩ là theo câu hỏi của ảnh là có cái gì mà Đức Phật Thích Ca không làm được không? Dạ dạ. Phải không? Dạ. Có người giải thích câu hỏi. Đó hồi nãy là mật ngôn, bây giờ dạ. Chú thích. Con nghĩ là... không mà hiểu câu hỏi. Dạ có chứ anh. Có chứ. Đức Phật có ba điều không thể làm và không làm được. Quý vị có thể về nghe cái bài giảng. Điều Đức Phật không làm được. Ví dụ, Phật có thể biết được vô lượng vô số tâm niệm của chúng ta, nhưng mà không thể Đức Phật giải quyết hay là giải được hết các nghiệp của chúng ta. Có những cái ngài đâu có làm được. Phật biết được vô lượng vô số chúng sanh trên cái quả đất này, nhưng Phật không thể độ hết tất cả chúng sanh. Tại sao?
vì tuổi thọ của ngài cũng hạn lượng, sự đi đứng của ngài nó cũng hạn lượng. Ta đừng nói chi nội cái đất nước Ấn Độ thôi, nội cái đất nước Ấn Độ mà ngài có đủ sức khỏe và khả năng đi theo cái lưu vực sông Hằng phía Bắc Ấn Độ thôi, chứ còn đâu có đi xa không được. Còn quý vị thấy tuổi thọ ngày bao nhiêu? Nó 80 thì làm sao mà ngày sống hơn để ngày làm gì nữa, hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có những cái làm không đó. Phật có thể biết hết các khổ của chúng sanh nhưng không thể nào giải hết nghiệp của chúng sanh. Thí dụ đấy, thầy ơi con bị người ta lường gạt, mất tiền mất của mấy chục năm không làm, Phật biết. Nhưng mà Phật đâu làm gì được, nó để ở nó đâu để tôi đi đòi gì. Biết được các vô số chúng sanh trên thế giới này nhưng mà không thể độ họ. Rồi gì nữa? Phật có thể độ tất, để Phật có biết được, Phật có thể biết được tất cả chúng sanh, nhưng mà Phật không thể nào độ những người không có duyên. Vậy quý vị thấy có những cái Phật làm được, có những cái Phật không làm được là vì họ có duyên với mình. Bây giờ quý vị thấy nè, mình nghe một cái bài pháp của vị thầy nào đó, những bậc tôn đức, mình thấy bài pháp này tuyệt vời, nhưng đưa cho một người bạn họ cất tổ, họ nghe, thậm chí họ nghe 2-3 câu họ tắt, nghe chán mắt, không được. Thậm chí họ ở sát vách chùa nhưng mà chưa bao giờ biết chùa đó đang sao. Nhưng mà người kia ở cách chùa 8 tiếng vậy mà lễ nào cũng lái xuống, thí dụ vậy. Cho nên Phật biết được tâm niệm chúng sanh nhưng không thể biết được cái khổ mà không thể giải được nghiệp, biết được vô lượng chúng sanh nhưng không thể nào độ hết. Phật có thể hóa độ chỉ những người hữu duyên mà không độ được những người vô duyên, được chưa? Hôm trước có một cái bài giảng thì giảng mà trả lời được cái câu hỏi của con trong đó rất hay, mà nhưng một cái phần sau con muốn biết, không biết là hôm đó có người hỏi thầy là nói là ở cái cõi nào mà có lưu ly vàng bạc châu báu vậy là giống như là động làm cho người ta động lòng tham, thì thầy giảng đó là tượng trưng cho 7 cái báu vật đó, tượng trưng cho 7 cái đức tính. Cái đó rất là hay. Nhưng mà có một lần con nhớ con đi một cái chùa ở Trà Đi Nam, lúc tụng kinh cái phần mà nói con cái mà bất cứ cha mẹ thì vô bạc giàu xẻo tay xẻo lưỡi tụng lần, mà lúc đi mấy đứa con nít tụng nó đọc tụng nó sợ. Con cũng biết, con biết là một cái tượng trưng cho cái gì đó, một cái mà con không biết sao cắt nghĩa được tụi nó đọc nghe sợ lắm, cắt lưỡi móc mắt mà tại sao đọc cái nó có cái ý gì mà sao biết anh như vậy, nít nó đọc nó sợ này. Pháp Hòa ví dụ như là khi mà mình đang cãi một cái lộn một cách gọi là nguy cơ, với gọi là kiểu mình gọi là sao, một cái cuộc cãi lộn mà rất là dữ tợn, thì mình có nói được câu nào trọn vẹn với người đó không? Lời nói của mình ra toàn là những cái câu độc địa, không phải cắt lưỡi là gì. Bình thường cái lưỡi mình tại sao đâu có những câu đó. Và tại sao khi mình giận người đó, mình buồn người đó rồi, mình tức người đó rồi, cái lưỡi mình không còn nói được? Thôi đừng nói như thế này, giận nhau có nói được với nhau lời nào không? Có lưỡi mà nhưng không có lưỡi. Hãy nói giận là làm vậy lắm. Thì đó hai thứ. Có khi thì mình không nói tức là địa ngục hàn băng. Và có khi mình nói ra những cái lời nói nó nghe rất là cay cú, thì đó là mình như nói như là lưỡi nó cắt mình rồi. Hoặc là mình nổi cơn thịnh nộ, mình la hét, mình liện nồi liện chảo, thậm chí bàn Phật còn rớt xuống bàn luôn, xuống bùn xuống đất luôn, thì đó là địa ngục của hỏa lò. Mà không phải là chỉ mình với con cái, mà nói chung là tất cả chúng ta sống với nhau. Nếu chúng ta không có làm chủ được cái cơn giận của mình, điều phục được cơn tức giận của mình, thì tất cả những cái thảm cảnh nó đều xảy ra, từ lời nói cho đến hành động, vân vân.
Vậy thì cái biểu tượng, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ trong kinh Địa Tạng nói câu này: một người làm tội thấy thân đầy khắp cả ngục, muôn ngàn người tội cũng thấy thân đầy khắp cả ngục. Có nhiều khi á, có hai vợ chồng sống trong nhà mà bữa nào không vui nhau, trời thấy nó ngọt ngạt từ trên lầu ngọt xuống. Ổng ở dưới đất là mình đi lên lầu, mà ổng trên lầu là mình dưới đất. Tại vì ai cũng muốn chiếm một mình đó. Có phải là một người chịu tội thấy thân của mình chật đầy khắp cả ngục đó? Rồi thậm chí bây giờ mình lái những chiếc xe mà tiền không có đủ trả, rồi gọi là cái chiếc xe đó không biết chạy được tới đâu, không thì cũng bốn bánh cũng như đó, như ai đi ngang một chồ xe xịn nha, nhưng mà đâu có ai biết mình đang lái một con xe sắt, không? Thì cái đó là một biểu tượng. Nói tóm lại, những khi nào tâm mình nó không ở trong một cái hoàn cảnh thoải mái thì đó là biểu tượng của cảnh địa ngục. Khi chúng ta tức giận lên không kềm chế được những cái cơn tức giận của mình thì bao nhiêu thảm cảnh nó xảy ra, như là móc mắt hay là cắt lưỡi, thấy không? Hay quýt, lời nói độc địa, tai chân thì hung dữ, mặt mày thì xanh lên, có người thì đỏ, răng thì nghiến. Bây giờ quý vị để ý, có nhiều vị người ta còn giải thích. Mình ví dụ những lúc như vậy đó, mình cứ đi vô kiến, mình nhìn mình là mình biết là gọi là cảnh giới Atula nó là làm sao, phải không? Và thậm chí có bà nhớ sư bà Hải Triệu Âm, sư bà giảng, sư bà nói: các vị mà để ý thử, các vị có thấy mình giống như con quỷ sứ. Để con cá với con gà lên rồi mình chặt nó nè, mình mổ nó nè, mình rút ruột nó nè, mình khứa cổ nó nè, mình dắt máu nó nè, mình bẻ tay nè, có phải mình là một con quỷ sứ đang thành hình tội nhân không? Thành nữ nó, sư bà mới nói: quý vị đâu cần đi xuống dưới kia để mà gọi là chứng kiến được cảnh đó. Nếu chỉ cần mỗi ngày mình hành động những cái hành động mà gọi là trảm những cái con vật mà mình muốn ăn đó, là mình đủ cách trảm đó. Gà là mình cắt làm sao, mà vịt là mình làm sao, mà cá là mình làm sao, con nào mình cũng có cách hết đó. Mình cũng có chiêu giận đó. Còn tiếp theo với cái cầu của cái cô đây là: con nghĩ là Phật pháp mình sau này sẽ nhờ vô cái thế hệ trẻ để phát triển được, mà nhiều những cái kinh, ví dụ đại khái như cô nói đây, hay là con đọc cái kinh Bố Thí Ba La Mật, là cái vị Bồ Tát đó phải cho vợ cho con mình. Những cái người trẻ người ta đọc người ta thấy phản cảm, là ví dụ cái hỏi vợ con đâu phải sở hữu của mình, là tự nhiên mình cứ cho dành cho những cái người trẻ người ta đọc, người ta thấy phản cảm, rồi người ta cứ thắc mắc. Là con dĩ nhiên con biết là có những cái ngụ ý là những cái qua những cái đó, nhưng mà nó phản cảm với cái giới trẻ quá, thì như thầy nghĩ gì là có nên hay không? Các anh chị nhớ là đạo Phật không bao giờ đóng khung cho mình, và chúng ta là những người đi truyền đạo, chúng ta phải đủ tuệ giác và phải được nhận thức rằng mình đang ở trong mỗi quốc độ nào, chúng sanh nào, để chúng ta đưa pháp đúng cho họ. Cho nên những cuốn kinh sách đó không ai bắt mình phải đưa, mình có quyền chọn lọc. Cái thời xưa, cái thời cổ đại nói với cái đó nó linh lắm, phải không? Thời mình là nó đã bớt linh rồi, thì huống chi là tới sau nữa. Và đạo Phật không hề có tâm ý muốn đóng khung mình ở một cái khung gì cả, mà chúng ta là những người sứ giả, chúng ta phải đủ năng lực hiểu biết là mình ở hoàn cảnh nào, quốc độ nào, chúng sanh nào, để mà chúng ta cảm hóa họ. Cảm hóa là gì? Cái gì mà nó thích hợp với họ, nói họ mới nghe. Đây Pháp Hòa đưa bằng chứng. Một hôm Đức Phật hốt một nắm lá, Ngài mới hỏi các thầy tỳ kheo là: nắm lá trong tay tôi nhiều hay là nắm lá trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói: lá trong tay của Đức Thế Tôn rất ít so với cái nắm lá, so với cái rừng lá ở trong rừng này.
Đức Phật nói cũng như thế. Những gì tôi biết nhiều như lá trong rừng, những gì tôi nói cho quý vị nghe nó như là những nắm chiếc lá trên tay. Tại sao tôi không nói nhiều hơn? Vì có những cái quý vị không cần nghe, và chỉ có nó không có phù hợp với hoàn cảnh của quý vị, với con người thầy quốc độ tràng, thì không cần nói. Từ câu chuyện đó thì mình sẽ hiểu có những chiếc lá nào mình cần lược đi, không cần phải quảng bá cái đó. Bằng chứng là quý vị thấy trước khi Đức Phật mất mà Ngài còn nói mà. Nếu những gì tôi chưa nói mà sau này điều đó nó phù hợp với mức độ đó, con người phải tuân thủ những điều đó, quý vị cần phải tuân thủ. Có những điều tôi đã nói sau này nó không phù hợp với mức độ đó, hoàn cảnh đó, quý vị có thể bỏ. Cho nên Đức Phật không hề muốn mình đóng cho mình một cái khung gì hết, rồi bắt mình phải đưa cái khung đó cho tất cả mọi người. Những gì mình biết như lá trong rừng, những gì mình cần nói với con mình hiện tại bây giờ giống như lá trên tay. Có những cái mình đâu kể nó nghe, tại vì nó không hoàn toàn, nó không cảm nhận được điều đó, nó không hiểu được điều đó, nó không mục kích điều đó. Và điều đó bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là quý vị không cần phải ngồi nói chuyện kiều với con mình. Mặc dù mình đấy, mình ngồi với nhau mình có thể nói kiều suốt đêm, hay là thậm chí mình ngồi mình kể những câu chuyện cải lương mà xưa mình chen rạp mình đi nói. Nhưng mà nó không phù hợp. Vậy thì bây giờ đừng nói Phật, nó nói mình thôi. Cái mình biết thì quá nhiều, mà cái mình nói với con cái mình hiện tại bây giờ rất ít. Tôi thậm chí nhiều lúc đó còn muốn tâm sự với mấy chú, nhưng rồi Pháp Hòa cũng không biết mình nói, tại vì mình nói ra các chú không có thể nào cùng cảm với hơn nữa. Có những chuyện Pháp Hòa không thể nói vì Pháp Hòa không muốn thối tâm cho các người trẻ và không cần biết mấy cái chuyện đó. Chứ mình không thể nói được, mặc dù mình cần người tâm sự, nhưng mình không thể tâm sự với những chúng sanh mà mình biết rằng họ nghe xong câu chuyện đó tâm bồ đề không tăng tiến mà còn thối lui nữa, phải không? Thì thôi, giống như mình ăn miếng khổ qua, nuốt cái cho rồi không chết một tay người ta làm hết. Nhả ra thì kỳ cục. Thì có quà đồng ý cái gì đó, nhưng các anh chị có quyền lựa chọn những gì chúng ta có thể. Cho nên đó, xin lỗi đại chúng ha, có rất nhiều cuốn sách mà các vị bên Nam Tông viết rất hay, nhưng mà trong đó quá nhiều những cái từ bằng Pali. Bây giờ một đứa nhỏ nó mới hiểu đạo, Pháp Hòa không thế nào đưa cuốn đó cho nó được. Mặc dù cuốn đó rất là hay, người học Phật là có thể học Phật mà tiếng Anh, mà muốn học nghiêm túc cuốn đó mà đọc là hiểu biết nhiều lắm á. Nhưng Pháp Hòa không được. Là tại sao? Vì các em nó không đủ trình độ để hiểu cuốn đó. Mình đưa cho nó bơi trong một rừng chữ nghĩa thì nó lại càng mệt mỏi hơn. Thôi đi tìm những cuốn sách nào mà Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài viết, đưa cho mấy em. Và thậm chí những cuốn nào nữa, những cái cuốn mà như là Ngài chú giải về Kinh Duy Ma Cật, Kinh Pháp Hoa, hay là Ngài nói về những cái chuyện Tứ Diệu Đế Niết Bàn chưa, các em nó chưa thể đọc cuốn đó, mình có thể đưa cuốn Peace is Every Step, The Miracle of Mindfulness, những cái cuốn mà Teaching on Love, No Death, No Fear. Những cái cuốn đó là tất cả các giới đều được đọc, thấy không? Nhưng mà có những cái sâu nữa, ví dụ như Ngài nói về duy thức học, không thể đưa cho các em, những người hoặc là những người sơ cơ những cuốn đó. Thậm chí dù là sách tiếng Anh hay là của một vị tác giả mà mình rất là quý trọng, mà mình thấy rằng sách của Ngài có khả năng thuyết phục người Mỹ, nhưng cũng phải tùy cơ mà đưa sách nữa, chứ không phải cuốn nào của Ngài mình cũng có thể đưa được. Nó đòi hỏi ở cái người hành đạo là như vậy. Mấy cái sách đó kiếm mua online có không? Có hết, Amazon có hết. Thậm chí bây giờ quý vị chỉ cần là bấm Google lên là Books of Thích Nhất Hạnh, ví dụ vậy, là họ sẽ list cho mình những cuốn đó.
rồi mình họ có thể giới thiệu mình những cuốn sách đó, rồi mình online mình mua những cuốn sách đó. Còn có một con tình cờ con đọc được một cái đoạn trong cái cuốn sách này đó mà không biết cái tựa tiếng Anh nó là cái gì để con kia cho con đọc đó. Dịch ra tiếng Việt là Lực Học Thích Ca. Con đọc được một đoạn cái nó con rất là thích. Nhưng mà bây giờ con muốn mua cái cuốn đó mà bằng tiếng Anh mà không? Lực Học. Lực Học Thích Ca. Lực Lực. Lực hay Lực? Lực Lực. Lực Học Thích Ca. Tiếng Anh hay tiếng Việt? Con đọc được cái phần dịch tiếng Việt của các ông tác giả là dịch tiếng Việt mà họ đăng báo có một đoạn mà nhưng mà này cuốn đó có lẽ là từ tiếng Anh. Dạ thì đó, từ giờ con muốn biết để con kiếm cho mấy đứa nhỏ nó đọc. Rồi, có ai có câu hỏi nào khác không? Cho con hỏi con gái con 12 tuổi thì cái sách nào là nó phù hợp cho nó, tại vì bây giờ nó đi dân hoa chứ quý thầy nó biết chùa nhiều, nhưng mà bây giờ nó theo bạn cái mùa Christmas này nó chỉ đi muốn đi nhà thờ thôi, con rất là sợ. Bây giờ mình có thể giới thiệu các em cuốn Old Path White Cloud, Đường Xưa Mây Trắng bằng tiếng Anh. Thì cuốn đó là căn bản nhất về cuộc đời của Đức Phật cũng như những giáo lý căn bản của Ngài. Vị nào mà không biết nhiều về Phật giáo đó cũng nên đọc cuốn đó, như là những giáo lý căn bản nhất của đạo Phật. Dạ, một Phật con cảm ơn. Rồi từ trong cái cuốn đó, nó có giới thiệu những cuốn nữa để cho các em nó học. Dạ. Dạ, con có câu hỏi cuối. Dạ, cho con hỏi thầy, câu hỏi này nó hơi personal chút xíu là nếu mà sau này, sau khi thầy mất xong á, thầy có quà. Dạ, thầy muốn là thầy đã có nguyện là mình sẽ đi về cõi A Di Đà hay là ở lại cõi này? Good question. Câu hỏi là khi thầy Pháp Hòa mất, thầy muốn về cõi cực lạc của Phật A Di Đà hay muốn ở lại cõi này? Nếu anh ở cõi này, Pháp Hòa sẽ ở lại danh cho anh. Còn nếu anh đi, Pháp Hòa sẽ đi theo anh. Thầy có hỏi là theo tôi biết đó thầy, tại sao mình đi chùa mà tất cả những cái chùa, những cái đền thờ Phật Thích Thích Ca, và tại sao mình vô là A Di Đà Phật toàn là A Di Đà Phật không, mà tại sao Phật Thích Ca là một vị dẫn đường lối cho mình đi, chỉ cho mình đi tất cả, mà tại sao mình không theo và chỉ đi theo Phật Di Lạc? A Di Đà tại sao thầy? Con không hiểu. Chúng ta Phật Di Đà giàu hơn. Bảy đó nhiều quá, hay là cái câu đó ngắn hơn? Thưa đại chúng, cái câu hỏi rất là hay. Thế tại sao chúng ta thờ Phật Thích Ca mà gặp nhau lại không chào, thí dụ niệm là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà chúng ta lại niệm Nam Mô Di Đà Phật? Thưa đại chúng, chẳng qua là vì chúng ta là người Trung Quốc và người Việt Nam, chứ còn tất cả các nước Phật giáo khác không ai niệm như thế cả. Bởi vì người Việt Nam và người Trung Hoa ảnh hưởng cái pháp tu niệm Phật Di Đà rất là phổ thông, cho nên cái danh từ Phật Di Đà nó phổ thông trong tất cả cửa miệng của những tín đồ Phật tử của hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Chứ còn Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào gì cũng chẳng ai niệm như thế cả. Hiểu không? Đó là chẳng qua là mình sống trong cái đất nước nào, nó ảnh hưởng cái nào lớn thì nó dùng cái đó thôi. Tại sao không? Mình không làm về Phật A Di Đà để lên chưa? Nó chưa hết. Điều thứ hai, bởi vì Đức Phật A Di Đà là người phát nguyện và đưa chúng sanh về cõi an lạc của Ngài, mà sự việc này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu,
Đức Phật Thích Ca là người quảng cáo free cho Phật Di Đà. Điều thứ ba, chữ A Di Đà nó không, nếu mà chúng ta vượt được cái ý niệm là thầy này và thầy kia, Phật này Phật nọ, mà chúng ta chỉ chấp nhận được cái nghĩa thôi, lấy cái nghĩa làm chuẩn đó, thì chữ A Di Đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, công đức vô lượng. Cho nên khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau ba điều: chúc anh trí tuệ vô lượng, thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng. Nhưng bởi vì chữ A Di Đà chuyên chở đủ ba nghĩa, nói một nghĩa không đủ, cho nên để nguyên chữ A Di Đà mà chào nhau, mà chúc nhau, thay vì nói chúc anh thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng, trí tuệ vô lượng, thì chúng ta nói A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Vì nó mang được cái ý nghĩa trong đó. Nếu chúng ta đừng có dính vào hình ảnh là tại sao ông giáo chủ không niệm mà niệm ông ở đâu, đó là mình được thắc mắc. Nhưng mà để giải thích chuyện đó thì ở đây là vì Đức Phật này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ai thường niệm hiệu Ngài thì khi mất tâm thức theo niệm câu niệm Phật đó mà đi về cảnh lành của Ngài. Vì chúng ta muốn mình về cảnh lành, cho nên hàng ngày mình training mình tập cho mình có một tâm thức hướng Phật, mà cảnh giới cực lạc là cảnh giới chào đón mình. Còn nếu chúng ta vượt ngoài ý niệm giữa Phật này Phật kia mà lấy cái nghĩa, thì chúng ta niệm Phật Di Đà. Và nhớ rằng việc này nó chỉ xảy ra ở những quốc gia có ảnh hưởng Tịnh Độ Tông lớn thôi, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Còn các nước kia không có, người ta gặp nhau cũng là chào hỏi bình thường, không có. Ví dụ như người Thái Lan người ta có câu chào gì của người ta, người Ấn Độ có câu chào gì của người ta, người ta chào mà không có niệm hiệu Phật gì hết. Còn nếu quý vị, ví dụ mình ở một quốc độ mà ảnh hưởng Phật giáo, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Phật Đà-ya, vậy thôi. Dạ. Thì Pháp Hòa giải thích ở từng phần như vậy để đại chúng hiểu được cái lý do. Lý do nào mình niệm? Và bởi vì chữ A Di Đà phải đủ ba nghĩa. Còn nếu thiếu, nếu nói một nghĩa là không nói hết được nghĩa của chữ Di Đà. Vì vậy phải để yên. Và cái trường hợp như vậy nó cũng rơi vào trong cái trường hợp mà Ngài Huyền Trang, khi mà Ngài dịch kinh đó, từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc đó, Ngài cũng đã đề xướng ra năm cái vấn đề không nên dịch. Thì trong đó có một vấn đề là nhiều nghĩa không nên dịch, thiêng liêng đừng có dịch. Chữ A Di Đà Phật nghe rất là thiêng liêng cho nên không dịch. Thứ hai là một chữ này mà quá nghĩa, nhiều nghĩa hơn một nghĩa thì không nên dịch, phải để yên. Hoặc là trường hợp nữa là gì? Ở cái xứ mình không có, không nên dịch. Pháp Hòa ví dụ như ở bên Ấn Độ, người ta có cái trái a lê, thí dụ vậy đi, thì là cái trái đó, nó chát, nó chua gì đó mà hoàn toàn nước Việt Nam không có, Trung Quốc không có, không nước nào có hết, chỉ có Ấn Độ mới có. Thì không thể nào lấy bất cứ trái gì của cái đất nước mình thế vô đó được. Đó là ồ, trái a lê là trái xoài, trái bưởi gì đó, không được. Vì quốc độ mình không có thì không được để vô. Và phải để như vậy để nó trung thành với cái trái mà Đức Phật đã ví dụ ở trong, ví dụ như ở trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tất cả chúng sanh mình nhiều đời luân hồi khổ đau như cái trái ác xoa. Thì trái ác xoa đó nó không là một cái trái ác ôn gì, mà nó là một cái loại trái mà nó chằng chịt với nhau. Mà Đức Phật nói cái chằng chịt khổ luyện của chúng ta như cái chùm trái đó. Bây giờ mình không có trái nào giống vậy, mình không thể nói chúng sanh khổ như chùm nho chùm sung gì được hết, mà phải để nguyên đó là trái ác xoa. Mô Phật thầy, thí dụ mình mới đọc kinh thì mình nên đọc kinh gì vậy? Dạ, tỷ mình đọc, mình có phải đọc lớn không? Còn không ấy, mình cứ niệm, lúc nào mình rảnh mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn, mình cứ đọc đều hoài vậy có được không thầy?
hay là phải đọc là phải quỳ để đọc, hay là lúc nào mình rảnh mình đợi. Có một câu hỏi là khi mình mới bắt đầu học Phật mình tụng kinh gì? Yeah. Và cái cách mình tụng phải như thế nào? Yeah. Thì Pháp Hòa xin thưa là quý vị có thể chọn bất cứ một bản kinh nào cũng được để làm cái bản kinh căn bản cho sự tụng niệm của mình. Trên nguyên tắc, chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật bất cứ lúc nào và ở đâu, như là lái xe, làm việc. Tuy nhiên, để cho sự thăng tiến tu hành của mình được chuẩn mực, mình cần nên chọn một khoảng thời gian nào trong mỗi ngày để cái đó làm định khóa cho mình, để mình không bị sao lãng, lùi sụp trong vấn đề thiếu tinh tấn. Không qua ví dụ, nếu mình không phát nguyện ăn chay một tháng một ngày thì mình sẽ không cố gắng thực hiện điều đó. Mà mình chỉ nói tôi không hứa ăn được ngày nào thì ăn, mà hình như mình không ăn ngày nào, vì đâu có hứa đâu. Còn nếu mình nói mình sẽ nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày thì chúng ta làm gì làm sẽ cố gắng thực hiện điều mình nguyện trong đó. Nhờ cái nguyện đó, cái lực nó đưa mình đi đúng mức. Cũng như vậy, nếu chúng ta nói rằng tôi nguyện mỗi ngày lúc 7 giờ tối sẽ tụng 20 phút kinh, hay là niệm Phật 20 phút, hoặc ngồi thiền 20 phút, thành một cái thời khóa của mình thường nhật, thì cái đó nó sẽ giúp cho mình tiến bộ rất là mau và không bị giải đãi, không bị lười biếng. Tuy nhiên, trong 10 ngày hay là vài ba tháng, thỉnh thoảng có những ngày mình đột xuất bệnh hoạn, hay là mình bị có vấn đề công việc, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà ít nhất phần lớn chúng ta thực hiện được đúng cái thời khóa mà chúng ta quy định, thì cái đó nó vẫn thăng tiến hơn. Ví dụ như mấy đứa nhỏ mình dạy, con đi học về ăn snack một chút thôi, chiều ăn cơm với ba mẹ, rồi con tắm rửa, học bài tới mấy giờ, sau đó con được coi tivi 10 phút hay nửa tiếng con đi ngủ. Mình phải có cái routine như vậy để đứa nhỏ đó nó có lề lối. Nếu mình nói tùy ý con, học giờ nào học, mà con nít mà, nó dĩ nhiên nó sẽ chơi nhiều hơn học, thì cuối cùng nó sẽ bị cái con lười biếng đó đẩy lùi nó, không cho nó một cái cách sống ngăn nắp. Và khi nhỏ nó không train được nó như thế thì lớn lên nó cũng sẽ bê tha y như vậy. Chúng sanh mình không khác, nếu mình không có lập một cái lề lối thời khóa cho mình, mình cũng y hệt như một đứa nhỏ bê tha gì. Và người lớn có bê tha kiểu người lớn, trẻ con nó có bê tha có trẻ con. Vì đã là chúng sanh thì có con ma lười biếng giải đãi, nó đều hoành hành giống nhau hết. Nhưng mỗi người có một cái cách thuyết phục khác nhau. Cho nên kinh nghiệm của Pháp Hòa là không thể không có thời khóa. Và điều đó nó đã thể hiện trong các chùa. Thí dụ thôi, vô tu anh phải chấp nhận tu chùa này thì 5 giờ sáng anh phải dậy, 3 giờ sáng anh phải dậy, 10 giờ đêm mới được đi ngủ. Còn nếu mình nói kệ con muốn ngủ giờ nào ngủ, con muốn thức giờ nào thức, thì cái người đó làm sao họ có, mà chúng sanh mình mà nói vậy rồi thì sẽ ngủ nhiều hơn tu thôi, phải không? Mà nó khổ một cái tới giờ ăn mà có mặt, tới giờ tụng thấy ai vậy đó. Nó phải giờ Pháp Hòa phải kể để chúng nghe. Hòa thượng Thiện Siêu thì có một hôm á, là ngài phát hiện là chúng ở trong chùa ít có lên thời khóa. Thì có bữa chiều nó lên ngồi ăn cơm, ngài mới nói hồi nãy á, có ông cư sĩ ở Sài Gòn tới, ổng hỏi tôi một câu mà tôi không biết đường trả lời, bây giờ tôi hỏi quý thầy giúp tôi trả lời coi. Ổng nói bạch hòa thượng, chúng ở chùa này nhiêu? Tôi nói 30. Ổng nói ủa vậy sao giờ ăn thấy đủ mà giờ tụng kinh không có đủ? Ổng hỏi tôi biết, tôi không biết đường trả lời. Hòa thượng không nói gì hết, hòa thượng chỉ đặt hỏi một câu, giờ hồi nãy ông cư sĩ hỏi tôi vậy đó, giờ các thầy giúp tôi trả lời giùm. Ngày mai trở về sau không một thầy nào vắng mặt trong thời kinh. Thì bây giờ hòa thưa đại chúng là ở trong Phật pháp
tu là vấn đề mình phát nguyện, chứ không phải mình lấy điểm với ai. Mình không phải tu để lấy điểm với Phật, với bất cứ ai để người ta ban phước cho mình. Nếu tự thân mình muốn tiến hóa cho đời mình, đi trên một cái con đường, một cuộc sống mà chúng ta thăng hoa bằng tâm linh, bằng đời sống lành mạnh, thì tự mình phải lập thời khóa và chịu khó chuyển hóa thôi. Dĩ nhiên một con người có quyền ăn ngủ cả ngày không ai nói gì hết á. Và một người có thể làm việc, nhưng nếu một người sống có giờ giấc, có thời khóa, thì xin lỗi, mình muốn nhờ người đó việc gì mình vẫn đủ niềm tin hơn. Mình muốn gả con cho họ mình cũng đủ niềm tin hơn. Còn một người sống mà không có giờ giấc, không có gì hết trơn, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, không có lập trường, không có một cái sự gọi là sắp xếp gì hết, thì ai dám nhờ mình làm việc gì, dù việc đó rất nhỏ, thế thôi. Cho nên nên có thời khóa. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi, câu hỏi kế. Rồi tối nay chợ đen mà hay ha. Không ai hỏi trên mọi người. Còn anh đó làm sao? Cái này thắc mắc của riêng con thôi. Con từng cờ đọc được cái câu chuyện cái này có bà lão, bà ai có người thầy nào dạy cho đọc cái câu án Pani Bát Nhi Hồng này, nhưng mà bà nhớ tại đã lớn tuổi em đọc không có nhớ rõ, nên đọc sai cái chữ cuối Hồng thành chữ Hà gì đó này, rồi xong rồi bà lão nói về đọc cái duy nhất tâm tụng cái câu đó trong vòng 30 năm, 20 năm gì con quên rồi, thì kiểu như là có một cái như được đắc đạo, có ánh hào quang ở trên nhà đó này. Rồi cái hòa thượng đi ngang nó thấy ánh hào quang vậy, nó cái vị nào cao tăng đắc đạo vậy, em vô hỏi thử rồi tu làm sao mà để được đắc đạo vậy, thì bà lão nói là án Pani Bát Nhi Hà chứ mà Bát Nhi Hồng rồi cái thầy đó mới chỉnh lại. Cái tự nhiên là cái như là bà lão băn khoăn quá, thành mất đi cái ánh hào quang đó, cái như hết. Thành ra con thấy con lúc mà con đọc cái đó là con thắc mắc tại sao bà lão đó, bà đó định tâm mấy chục năm đã định như vậy mà tại sao không có sinh tuệ này. Sinh tuệ là cái hiểu được, bây giờ nói cho dù cái thầy đó nói cái câu đó đã đọc sai đi nữa, thì như thầy cũng đâu có ảnh hưởng tới bà lão, tại sao cái vị thầy đó chỉ nhắc cái câu đó là nói đọc sai cái chữ cuối, là cái bà lão nó mất hết cái những cái công phu mà đã đục tụng mấy chục năm đó này. Sao anh hỏi bà lão thì bà lão mà hỏi cái câu đó là con đọc cái câu chuyện về Phật giáo đó này, không có công bằng ạ. Cảm ơn anh. Tại vì trong câu chuyện chứ chưa gặp bà lão. Đại chúng, cái câu chuyện đó là nó một câu chuyện trong Phật giáo Tây Tạng. Thì kiểm kể là có một bà cụ tụng cái câu thần chú là Luật Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Di Hồng, tức là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Nhưng mà bà này không biết sao bà lại tụng là Án Mani Bát Di Beo. Thì tụng do quá thành tâm, nhiếp tâm tụng, cho nên cái phước bà nó tỏa. Và thậm chí bà ngồi trong nhà bà tụng, nhưng mà ánh sáng ở nhà nó cũng bao. Thì có một vị thầy đi ngang, thấy ánh sáng trong nhà tỏa ra, thì nghĩ rằng trong này sẽ có một cao tăng đắc đạo. Thì bước vào trong đó thì chỉ thấy là một bà già ngồi trì câu thần chú một cách thành khẩn. Thì hỏi ra thì bà già tụng là Án Mani Bát Di Beo. Thì ông thầy mới nói, bà ơi, câu này là hùm chứ không phải beo. Bởi vì Án Mani Bát Di Hùm mà đọc lộn nhầm Án Mani Bát Di Beo. Thì khi nói như vậy rồi đó thì bà già bị phân tâm. Thì giờ đây là công phu tu tập của mình bị hủy hết. Cho nên bây giờ bắt đầu tụng lại nhưng mà cái tâm nó không còn định nữa, thì cho nên ánh sáng mất. Vị thầy bước ra đi một dạo nhìn lại thì thấy ánh sáng nhà này không còn. Thầy mới giật mình vì mình đã ảnh hưởng đến tâm tư của một bà già chí thành. Cho nên thầy trở lại
thầy mới nói bà hồi nãy tôi giỡn chơi với bà đó, thôi bà cứ niệm lại tiếp tục Om Mani Padme Hum của bà đi, bà không cần phải niệm hùng. Thì câu hỏi của anh á, bà già có định tâm nhưng mà tại sao chưa sanh tuệ? Bị người ta nói một câu nói như vậy thì bà lại mất cái năng lực là phân biệt. Thì câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà ở đây á, nó không phải vì nó cái câu chuyện nó không nhầm với vấn đề sanh tuệ, mà nó ở cái mục nó hạn hẹp ở trong cái phạm vi là tâm thành. Nó không phạm vi tâm thành, bởi vì khi chúng ta làm và vì chúng ta có cái tâm thành cho nên vì hùng beo chúng ta đọc trật chữ như là những cái câu thần chú mình tụng đó, nó đều có tác dụng giống nhau. Nhưng trên thực tế chúng ta định tâm nhưng mà chúng ta chưa đủ tuệ để chúng ta vượt đi ngoài những cái lời nói, đặc biệt là những ai đó mà mình nghĩ rằng người đó là những bậc cao thủ. Bởi vì bà đang niệm mà ông thầy bước vô nói chứ không phải người dân thường. Chứ nếu mà dân thường nói thì bà nói cháu không biết gì thì đừng nói, còn đây là ông thầy, ông bước vô ông nói vậy thì tự nhiên cái sự xê dịch nó phải khác chứ. Bây giờ thôi đừng nói chi quý vị thôi nè. Bây giờ quý vị hỏi một cái điều gì đó mà một người bạn đồng tu mình nói là quý vị cũng nghe mà ngờ ngợ chứ chưa đủ niềm tin. Mặc dù họ nói đúng đó, nhưng mà khổ thay quý vị lại gặp ngay pháp quả và nói trật lách mà quý vị nghe râm râm. Quý vị nghĩ sao? Ông thầy phải nói đúng. Thì bà cụ này bị mất cái tự chủ ngay chỗ đó. Cho nên á, nó trong cái phạm vi này, đừng cái quan trọng là vấn đề định tâm, mà vì ông thầy á, ổng thiếu định, ổng cũng không đủ tuệ, ông phán bạn câu thì làm sao bà này không bị lung lay được, phải không? Cho nên là thưa đại chúng, là nó có cái trường hợp là câu chuyện này nó trong cái phạm vi là tâm thành, chứ nó không có cái ý muốn nói xa hơn là trong vấn đề định là có tuệ. Cho dù bà có trí tuệ đi nữa thì cũng sẽ bị dễ bị lung lay nếu như một người đó là một bậc thầy, một cái bậc xuất gia mà nói cho mình một câu nói nhắc nhở mình. Vì vậy cho nên đó, tất cả những gì chúng ta làm chúng ta cần phải đủ tuệ, đủ định trước khi chúng ta chỉnh một người khác. Thì Pháp Hòa đưa một câu chuyện thật. Pháp Hòa đây thì có một cái bác đó, bác lên bác nói với Pháp Hòa là bác tụng cái kinh Cứu Khổ Bạch Y 30 năm rồi. Nếu Pháp Hòa nói rằng á, trời ơi cái cuốn này không phải của Phật giáo mà tụng chi, thì tội nghiệp cho bà là bà sẽ thấy rằng 30 năm của bà đi đời hết rồi. Cho nên Pháp Hòa nói ô tốt quá, 30 năm tụng cuốn này, thôi bây giờ lên lớp nha, bắt đầu từ hôm nay mình tụng cuốn này và giúp cho mình mở mang thăng tiến hơn nữa. Thì bà không bị sụp đổ 30 năm công phu của bà, mà bà lại tiếp tục tiến hóa vì bà nghĩ rằng bà đi lên xa hơn trên bước đường tu tập. Cái đó cũng giống như những Phật tử chưa quy y, tin ông thần tài thổ địa thờ, quy y xong nghe ăn câu quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, không lẽ giờ nó về dẹp hết mấy bàn thờ đó đi. Mình có thể nói đúng được cái lý là quy Phật rồi thần tài thổ địa không có, dẹp. Nhưng trong cái vô tình mình đã hướng dẫn cho người Phật tử sống bằng cái tâm niệm kính thì để, không kính thì dẹp.
cách Pháp Hòa thì khác. Quý vị đã thờ, cứ thờ, tiếp tục thờ. Nhưng bây giờ quý vị hiểu được ý nghĩa thần tài phổ địa sâu sắc hơn, hay ho hơn. Từ đây về sau mình thờ mà không còn có tâm niệm mê tín nữa. Hồi xưa mình nghĩ ông thần tài cho tiền, ông thổ địa giữ đất. Bây giờ mình hiểu thần tài là mình, thổ địa là mình. Thổ địa tức là tâm. Thổ sanh kim, thổ sanh kim nếu nói theo ngũ hành, trong đất sanh ra. Tâm địa mà vững chắc, tiền của giữ được. Tâm địa mà lung lay, tiền bạc nó bay. Thả nữ ra, quý vị không cần dẹp thần tài thổ địa sau khi quy lâm bảo, nếu mình đã lỡ thờ. Thậm chí những thần thánh gì mình đang thờ, cửu thiên huyền nữ vân vân, tại sao mà mang một cái tâm hồi trước hủy hợp lại người ta, bây giờ biết phận cái dẹp người ta không nên. Nhưng mình có thể làm ngọn lại, hoặc là bây giờ thờ các vị vẫn giữ cái tâm niệm thờ nhưng không còn mê tín như xưa nữa. Bà là độ sanh độ mạng cho con gì nữa, mà kính trọng các vị như các bậc hộ pháp già làng. Mình chuyển cái tâm niệm đi xa hơn mà không hề đụng đậy gì cái khác nữa. Thì câu hỏi rất là hay. Nhưng mà ở đây cái câu chuyện nó chỉ muốn nói đến cái vấn đề tâm thành, hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mà tâm mình thành thì mọi việc nó ứng. Như cái bà cụ kia bà trồng một cái cây, bà sáng nào cũng chăm sóc một cây rất là đẹp, rất là xanh, vì bà nghĩ đó là cây bồ đề. Có một hôm một vị thầy nói tới y ngang, nói trời ơi bà ơi, hết chuyện rồi, ai mà cho bà cây này mà ác đức thiệt, cái cây này có phải cây bồ đề gì đâu mà bà nói nó là cây bồ đề. Trời ơi, từ đó về sau bà buồn, mà nói 30 năm nay bà tưới bà lại nó quá trời, không phải cây bồ đề. Thì một hôm thì bà muốn xác định chuyện này, bà lên chùa bà rước hòa thượng về để hòa thượng xác định giùm con cây này phải cây bồ đề không. Thì bà kể câu chuyện xong thì vừa đặt câu hỏi xong, hòa thượng quỳ xuống: ô mô Phật, cây bồ đề. Cái chú thầy giảng ngạc nhiên vô cùng, chú cũng nhìn ra nó không phải cây bồ đề mà nó là cây si. Thế đi ra tới cửa về: sư phụ, cây đó đâu phải cây bồ đề mà sao sư phụ nói là cây bồ đề. Sư phụ nói: bồ đề vốn không cây. Người đệ tử phát ngộ liền: có cây gì là cây bồ đề đâu. Chẳng qua hồi xưa Phật Thích Ca ông ngồi dưới gốc cây đó, ông chứng quả giác ngộ bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Ngài chứng được giữ giác ngộ dưới gốc cây đó, cho nên mình gọi gốc cây đó là cây bồ đề, chứ bản thân nó cũng chẳng phải là tên bồ đề. Bây giờ Phật Thích Ca mà nếu ngồi dưới cây sầu riêng mà thành Phật, thì bây giờ toàn thể Phật giáo mình sẽ kêu cây sầu riêng là cây bồ đề. Phật ngồi dưới cây chuối mà thành Phật thì đó sẽ là cây chuối, là cây bồ đề. Cho nên hòa thượng nói bồ đề vốn không cây. Đâu có cây nào tên là cây bồ đề đâu. Chẳng qua nó Phật ngồi chứng đạo bồ đề, giác ngộ, chữ giác ngộ là bồ đề dưới cây đó, thì chúng ta gọi cây đó là cây bồ đề. Pháp Hòa nói một vài câu chuyện nữa để nó nói lên cái vấn đề. Cái nào nó cũng để dư cái cô nãy nói mật ngôn, mật ngữ, tụng trật, tụng gì đó không? Thì quý vị biết bồ đề vốn không cây. Không cây nào gọi là bồ đề cả. Ai như là tôi. Chưa hát không được vậy. Cảm ơn thầy là đã đến đây để chia sẻ với tụi con. Tại vì có việc bận nên ngày mai tụi con phải đi sớm, cho nên là chúc thầy là đi mọi việc của đàn. Với lại em cũng cảm ơn gia đình chị Thủy đã mời em tới đây, vợ chồng em tới đây để chia sẻ cùng với thầy. Giờ con sẽ mong là các anh chị với các quý vị ở lại để cùng chia sẻ.
hay tiếp tục à? Còn cảm ơn anh, chúc anh chị đi tươi về tốt. Cảm ơn anh, mình có những câu hỏi thú vị nha. Bây giờ mấy giờ quý vị mệt chưa? Thôi mình cứ sinh hoạt tới 10 giờ rồi mình nghỉ. Thầy con nhắc cái video clip mà thầy kể chuyện thầy hồi nhỏ. Mỗi lần nghe đó trong đầu con tự picture ra như đang coi một cái phim rất là dễ thương, một cậu bé rất là dễ thương. Rõ cái chuông, rõ cái cục điện, tưởng tượng cái chuông hay là cuốn cái khăn hay là làm đấm ba tượng kinh cho con dế. Cái hình ảnh nó dễ thương quá, như là tới nỗi con nằm mơ có thấy như con đang coi cái phim đó. Chứ con nghĩ có khi nào thầy nghĩ thầy viết lại những cái hồi ký đó để cho thầy chứng trị cho được cái mặt này là đẹp cái phim đó. Con thấy nó hay quá, đẹp quá. Con nên làm điều đó cho Pháp Hoàng. Không, con làm đi rồi chi tiết vào xem. Nó đẹp như con nghe mà cái giống như con tưởng tượng như con coi phim. Không, Pháp Hoàng có rất nhiều chuyện hồi nhỏ. À, quý vị nào có được thì cứ ghi lại. Rồi khi mà bản thảo có và sẽ thêm thắt những cái chi tiết. Chứ cuộc thật ra thì thưa đại chúng, Pháp Hoàng thì được cái may mắn là từ nhỏ mình sống trong đạo. Từ năm Pháp Hòa 5 tuổi là đã có những cái ý thức. Và khi lên tới 7 tuổi thì cho tới giờ phút này, lúc nào trong tâm tư mình cũng sống với đạo. Cho nên là có rất nhiều câu chuyện hồi nhỏ. Nếu quý cô thích thì có thể ghi lại, rồi Pháp Hòa sẽ thêm thắt những chi tiết. Và có rất nhiều chi tiết và kể chưa có hết. Yeah. Tôi cứ nhớ cái ảnh tình ảnh mà thầy kể, thầy lấy cái khăn lau mặt cho tượng Phật mà có lắm. Dễ thương quá. Giống như mình đang coi phim á. Giờ coi người đóng phim. cậu bé mà cô thấy đó đang ở trước mặt cô. Dễ thương quá. Này cô dùng từ cậu bé. Đúng rồi, lúc đó là cô bé. Rồi, có ai có thắc mắc gì không? Thầy, con hỏi thầy làm ơn giải thích giùm con. Con biết là mỗi người đó là sống là có một cái nghiệp của mình. Nhưng mà mỗi lần con đứng trước bàn Phật Quan Âm á, con cầu nguyện mẹ Quan Âm á, xin chuyển nghiệp cho con hoặc là ban ánh sáng cho con. Thì ngoài đời á, là con lại gặp rất là nhiều chuyện bất hạnh đến mình á. Nếu như chuyện xui xẻo là có dòng dọc con không có thể nào mà xin thầy giải thích cho con hiểu. Mỗi lần con đứng trước bạn Phật con nguyện là xin Bồ Tát hay chuyển nghiệp cho con, là con gặp nạn rất là nhiều. Con hiểu tại sao. Cái ý là chị vẫn xin nhưng mà không có hay sao? Không phải, giống như là con nguyện là sẽ chuyển nghiệp cho con, để giống như ban ánh sáng cho con hiểu về Phật Pháp hoặc là ngoài đời con có thể làm những điều tốt hơn. Thì liền sau đó là con gặp tai nạn tới với con rất là nhiều. Sao những cái lời con nguyện như vậy? Con không hiểu là tại sao. Thầy giải thích giúp con, nói gì là Phật. Nếu như mà thật sự chị nghĩ rằng chị đặt cái niềm tin ở Đức Bồ Tát và xin Ngài cho mình đủ cái ánh sáng để mình vượt những cái tai ương, thì liền sau đó là có những việc nó đến với mình. Nếu mà nói ứng nghiệm là nó ứng nghiệm. Tại vì nếu mà chị muốn có ánh sáng để vượt tai ương thì tai ương phải tới. Thì chị mới biết rằng chị có đủ năng lực và ánh sáng để vượt không. Ví dụ như chị nói xin Bồ Tát cho con đậu được bằng lái xe. Nhưng nếu chị không đi vào một cuộc thi thì không bao giờ chị có được cái bằng lái xe đó.
Như có một người nói là xin cho con trả nghiệp, nếu nghiệp không tới lấy gì trả? Dạ thì con cũng có xin. Thì ánh sáng đó là gì? Đó là năng lực mà chị đã lần lượt đi qua cho tới giờ phút này, mặc dù đã bao nhiêu lần sóng gió khổ lụy nó đến. Và chị thấy rằng á, chị còn ngồi đây được giờ phút này với các bạn hữu là chị đã quá ánh sáng. Chứ nếu không, chị đã tìm con đường kết liễu cuộc đời, hay là buông trôi cuộc đời mình vào những quán nhậu, quán tiệc, hay là những cái trò chơi thế gian mà nghĩ rằng sẽ giúp cho mình giải khổ. Vì đã quá đủ ánh sáng cho nên mới đưa mình gặp tới Phật Pháp. Vì chỉ có Phật Pháp mới là cái ánh sáng cứu khổ chân lý cho mình. Cho nên nếu mà nói nguyện ứng là ứng lên đó. Nếu nói là ứng là ứng lên đó. Nếu mà ngày, nếu mà mình nói là mình không trải nghiệp được, nếu không có tai nạn đến thì làm sao biết mình năng lực tới đâu, ánh sáng tới đâu. Hiểu ý không? Cho nên, và khi mà cuối cùng mình nhìn lại là mình thấy quả thật mình đã đủ ánh sáng để vượt khổ. Tại vì có những người, người ta khổ mà người ta chìm trong biển khổ, và mình là cái người từ trong bóng tối mà lần bước ra ánh sáng, chứ không phải là những người từ ánh sáng mà đi vào trong bóng tối. Và nói, nếu mà nói hay hơn nữa là mình đang là những người từ ánh sáng ra ánh sáng, từ ánh sáng của biết được Phật Pháp, nhận định được tất cả mọi khổ đau, và từ ánh sáng đó bước ra thêm một ánh sáng nữa là vượt mọi khổ đau. Cho nên nếu mà nói ứng nghiệm là có ứng nghiệm. Dạ, tại vì mỗi lần mà con niệm Phật không, con không có cầu xin đó là không có chuyện gì hết, nhưng mà mỗi lần con nguyện là con sẽ gặp chuyện xui hết. Những cái chuyện mà là án tiếng nói hay là tai nạn hay là nó tới dồn nhập với con. Ngày xưa có một người do bất hiếu với mẹ mà đọa địa ngục. Thì khi mà đi xuống cõi địa ngục đó, ngài nhìn xung quanh, thì trong khi mà chịu khổ thì nhìn xung quanh mới thấy, mới hỏi thăm: anh vì tội gì mà vô đây? Anh vì tội gì mà vô đây? Thì các người đó nói ra thì cũng cùng nghiệp với nhau. Thì cái vị đang đứng đó mới thấm thiết được cái nỗi khổ. Tôi đang chịu khổ về, mấy anh này xung quanh chịu khổ đây chắc là khổ lắm. Anh phát nguyện lên: tôi xin thay thế chịu khổ cho tất cả những người đang chịu khổ ở cõi địa ngục này. Nói vừa xong, vị này liền vượt khổ, thoát địa ngục. Vị đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Vì trong một kiếp quá khứ, ngài đã từng là một người con bất hiếu. Nhưng mà cái chữ mà không còn đi, có khổ đi một là gì? Giống như chị bây giờ vậy đó. Chị chịu đựng biết bao nhiêu những cái khổ đau tai nạn. Nhưng mà chị biết nếu mà điều này nó không ở trên chị mà nó ở trên em mình, con mình, chắc họ chịu không nói đâu. Thì nhờ chị đủ năng lực ánh sáng của Phật Pháp cho nên chị chịu được như vậy. Chị phải thấy rằng chị đã làm một cái điều mà thế cho những người khác, không phải là mình. Có một cái cô đó, cổ phát nguyện: nếu đời này nghiệp chướng của con bao nhiêu con xin trả hết. Thì quý vị biết cổ gặp Pháp Hòa, cổ nói: trời ơi, con nguyện xong rồi. Cuộc nghĩa là một năm 12 tháng mà con không thấy tháng nào con thảnh thơi hết. Bao nhiêu những cái chuyện nó đổ vô. Nhưng mà con thấy rằng quả thật cái gì nguyện, phải không, là mình phải trả. Nhưng mà chị cũng phải mừng là nếu mình không trả trong đời này thì mình trả trong những lần sau nữa. Trả dồn thì khỏi trả chậm.
tại chắc tại chị cũng dư giả mới trả phun là mau chứ không phải là cái chung mà mà chị không trả tháng nào là credit không được dùng, at least phải minimum payment thì cái credit card nó mới accept lần sau để xài, phải không? Thôi thì bây giờ như vậy này, chị không phải là người từ trong tối ra ánh sáng, mà phải nói chị là người từ trong sáng ra ngoài sáng. Chị nếu ở trên mặt phương tiện bình thường chị đã sáng rồi. Bây giờ mình từ cái sáng này mình gặp khổ mà mình không lui, mình vẫn đi ra nữa, mà dụng Phật pháp để vượt mọi cái pháp thế gian. Thế gian pháp là những khổ đau lường gạt đủ kiểu đó, còn Phật pháp là những cái pháp giúp mình vượt thế gian pháp. Cho nên người có Phật pháp là vượt được các pháp thế gian. Dạ, thưa thầy, nếu mà nói là nguyện, mình nguyện vậy rồi thì ai dám nguyện nữa thầy? Ai biểu mình đại nguyện đâu, mình tiểu nguyện. Tiểu nguyện nguyện tới lẹ. Nhưng mà thưa một câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà Pháp Hòa muốn làm sáng chỗ này để đại chúng không có hiểu lầm. Thật sự ra đó, cho dù mình có nguyện, nhưng nếu bản thân không có nghiệp thì làm gì nó ra. Ví dụ nó tôi Pháp Hòa ví dụ thôi, Pháp Hòa ngồi đây, thưa đại chúng, sắp sửa cuối năm rồi, nếu Pháp Hòa có mượn tiền trả nha. Pháp Hòa đâu có mượn ai đâu, nhưng mà tại vì Pháp Hòa hỏi, tại vì cũng không nhớ mình lón thóp mượn ai, thì có thể năm người tới đòi thôi, tại có mấy chục người khác Pháp Hòa không nợ. Cho dù Pháp Hòa có nói tôi xin trả hết, nếu mà tôi có thiếu ai trong tháng qua năm rồi tôi mượn, nhưng mà không có nợ ai đòi chi. Cho nên cái chữ nguyện đó không phải là tự nhiên đâu, nguyện cái nghiệp nó đó. Nếu cô nguyện mà không có nghiệp thì lấy gì có. Cho nên nói cho cùng là mình đang trả nghiệp. Nhưng mà mình nói một cái từ khác thay vì nói trả nghiệp là con phát nguyện trả nghiệp. Nguyện trả thì cũng phải là trả, nhưng mà trả trong bằng lòng, vì mình có khả năng trả, chứ không phải bị ép trả rồi than khổ. Cho nên chuyển nghiệp thành nguyện. Là nghiệp đó chúng ai hết á. Nhưng mà chẳng qua mình dùng cái từ khác để mình ôm ấp nó. Ví dụ nè, mình có một đứa con ngỗ nghịch, nhưng dưới cặp mắt của người khác nó là một đứa con ngỗ nghịch. Chỉ có mình hiểu nó thôi. Mình nói không, tại vì tôi không đủ phước, chứ nó đối với ai nó cũng tốt, mà nó xây qua tôi là nó khác à. Thật ra đứa nhỏ đó không phải là nó ngỗ nghịch 100% đâu, nó có cái điểm tốt của nó nhưng phải với mình, hoặc là nó tốt với mình ở điểm này nhưng mặt khác nó không tốt. Ai mới ôm ấp được nó? Chỉ có mẹ mới ôm ấp được một đứa con dù nó là đứa con ngỗ nghịch. Thì cũng như thế, thật sự mà nói, tại mình nói cái nguyện nghe cho nó sang vậy. Chứ nói cho tận cùng là chúng ta đều là đang trả nghiệp. Nhưng mà người ta không hiểu thì ta cứ lấy cái chữ nghiệp ta đè nặng cuộc đời mình. Còn người Phật tử biết tu tập rồi gì? Chuyển nghiệp thành nguyện. Vậy thôi. Và quý vị có nguyện cỡ nào mà không có nghiệp thì nó đâu có tới với mình. Cho nên cô phải biết là nghiệp mình rất là nhiều, và nhờ mình phát nguyện mình trả đó, mà cũng rất may mắn đó, là trả nước Mỹ đó. Chứ nếu mà ở Việt Nam là không biết là mình trả được mấy bữa là nó tiêu đời. Trả Việt Nam là thầy. Trả Việt Nam là cho quý vị biết đó, trong các vị xuất gia của mình, không phải vị nào xuất gia cũng hành đạo hoàn đạo dễ dàng. Có những vị làm đạo rất dễ ư vàng, và có những vị làm đạo rất khó khăn.
Có những người độ một chúng sanh trầy di rất dễ, có những người độ vô số chúng sanh rất dễ dàng. Phước nghiệp của mỗi người hết. Trong cái giới người xuất gia cũng có những vị nghiệp nặng không độ được ai, và có những người cũng không giáo hóa được ai, chỉ có thể đủ duyên phước làm người xuất gia và tự độ lấy mình, hay là cảm hóa một số người nào đó thật là hữu duyên thôi, chứ không làm gì hết. Hoặc là người ta làm quá trời việc luôn dễ dàng, còn mình làm chút làm không xong. Thành tử đừng nghĩ rằng chỉ có chúng sanh bình thường người đời mới có những cái đó, trong người xuất gia cũng thế thôi. Quý vị thấy đệ tử Phật nè, những người đệ tử Đức Phật á, gặp ngay thời Đức Phật là tu rất thành công. Nhưng mà có những người rất cận với Đức Phật, như là cái người hầu của Ngài khi Ngài còn là một thái tử, tức là ông Sa Nạc. Mà thưa đại chúng, cuối cùng ông Sa Nạc vẫn đi xuất gia, nhưng mà Sa Nạc lại không nằm ở trong cái thành phần là đệ tử chí tín của Đức Phật, mà lại nằm trong sáu người trong một nhóm thành phần luôn luôn làm tổn hại đến thanh danh của Đức Phật. Ai nói được điều đó? Thấy không? Thật ra cái nghiệp của ông Sa Nạc được cái phước làm người tu, nhưng mà không đủ phước sống với người lành. Có nhiều khi mình đủ phước ra nước Mỹ, nhưng mà không đủ phước gần người thiện để hướng dẫn một cuộc đời mình sống lương thiện ở một cái đất nước mà quá ư là đầy đủ phương tiện học hành, mà lại rơi vào tay của những người xúi dục mình bê tha cuộc sống. Cho nên phước nó cũng có phần, chứ đâu phải không có đâu. Cho nên tuy chị trả nghiệp, nhưng chị vẫn thấy chị còn rất nhiều có phước là gặp chánh pháp, gặp được ánh sáng tột cùng nhất để đưa mình ra những cảnh khổ mà nếu người đàn bà khác có thể là họ đã không còn giữ vững được tới giờ phút này. Giờ phút này mà chị còn tìm đường được tới đây ngồi đây với đại chúng. Đủ can đảm mà ngồi như mệnh phụ vậy đó. Và có bà nói là cô đủ năng lực nha, có phước gặp Phật pháp để đưa mình ra khỏi cái thế gian phàm. Còn câu hỏi nữa là mỗi lần con đi chùa hay là con đứng trước bàn thờ Phật á, con hay cầu xin cho cha với mẹ con. Là trả mẹ con sống lâu với chị em tụi con, thì giảm như tuổi thọ của con. Làm vậy có đúng không thầy, hay là làm vậy cha mẹ con phải mắc tội? Câu hỏi là mình có thể cầu cho, giống như cầu cho cha mẹ được sống lâu rồi mình chịu giảm thọ, mình cúng dường cái tuổi thọ cho cha mẹ của mình, thì cha mẹ có bị tội gì không? Thì thưa đại chúng, không có. Cái đó chẳng qua là một cái tâm hiếu kính của mình đối với cha mẹ. Hoàn toàn cha mẹ không có tội gì, và mình cũng hoàn toàn không có lỗi gì hết. Đó là do cái tâm chí kính của mình. Tuy nhiên cúng là cúng vậy đó, nhưng mình vẫn phải hiểu rằng mỗi người mỗi duyên phước. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa chỉ có một cái ly nó mới lớn à. Quý vị đem một chai nước ngon cả lít tới cho để biểu rót vô cái ly đó dễ dành uống. Pháp Hòa có rót đi nữa, có nhận đi nữa thì cũng đủ cái ly Pháp Hòa đang có thôi. Không thể nhận cả lít quý vị cho được. Mặc dù tâm rất thành, cũng như vậy. Với tâm thành kính, chúng ta muốn cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ thì cứ cúng. Nhưng chúng ta vẫn biết rằng tùy theo phước nghiệp của cha mẹ mà tiếp nhận tuổi thọ này bao nhiêu thôi. Mình không có tội lỗi mà cha mẹ cũng không có tội lỗi. Nhưng chúng ta vẫn phải có đủ cái chánh niệm để chúng ta ghi nhận điều này. Nhiều khi cha mẹ nằm sắp mất, tới con xin cúng dường cha mẹ 10 tuổi thọ,
đâu có nghĩa nói vậy rồi cái ông bà tỉnh dậy sống được 10 năm. Thấy không? Cúng là cứ cúng, nhưng mà không đủ phước để nhận thì cũng không thể. Tiếng chuông dễ thương. Rồi mời em. Tụi con quy Tam Bảo. Tụi con có tu tập ở trong chùa này mỗi dịp lễ cuối năm. Tụi con chung tay góp sức để mà chung vui làm cái kịch Táo Quân. Tụi con không biết như vậy là có phạm vô cái, tại vì mình đã quy Tam Bảo là không thờ quỷ thần hay là, mà tụi con xem cái như con đóng Táo Quân ngọc vàng này nọ, con có, tụi con có không biết là con có, tụi con có xem cho con message có bị tội gì không thầy? Dạ không. Thì câu hỏi là nếu mình quy y rồi mình còn đi đóng kịch là làm Táo Quân, làm ngọc vàng thượng đế thì vậy đó, có tội gì không? Có send cái wrong message hoàn toàn không có. Thưa đại chúng á, chúng ta vẫn biết rằng những cái văn nghệ đóng kịch, chúng ta giả làm Táo, làm hoàng hậu, làm hoàng thượng, làm ngọc vàng thượng đế gì đó, chẳng qua là chúng ta tùy thuận cái phong tục của chúng ta, là chúng ta tin rằng có một ông Táo Quân tâu lại hết cho Ngọc Hoàng biết những chuyện đã xảy ra dưới trần. Thì ông Táo Quân đó là ai? Nói theo cái chữ của cái bài vị mà thờ ổng, Định Phúc Tinh Quân, là một vị thánh an định cái phước cho mình. Nói cách khác, nhà nào còn mở lửa nấu cơm đó là phước. Cho nên đó là một biểu tượng. Chứ quý vị không có, đâu phải mình đóng vậy cái mình thành Táo Quân, mà mình thành Ngọc Hoàng hay là mình xem cho người ta wrong cái message là vẫn tin vào cái này. Đây là biểu tượng. Con đóng ở trong chùa. Không có sao hết, nó là một biểu tượng mà. Vì chúng ta là những người, chúng ta là những người sống theo cái văn hóa người Việt khá đông. Hàng năm chúng ta có một cái lệ là chúng ta tin rằng có một vị thần tên là Táo Quân đưa cái message này lên trên để mà tâu, để rồi thấy cái khổ của dân tình để cho ông ban phước. Đó là cái niềm tin của dân tộc Việt Nam, nhân gian Việt Nam. Còn nếu mà mình đơn giản đi, mình là một ông Táo trong chùa, nói lên những cái khó khăn hay những thành tựu của chùa như một lời báo cáo cho toàn thể chúng biết những gì sinh hoạt đã qua bằng một hình thức văn nghệ trình báo. Và cuối cùng, thí dụ nói năm nay chùa mình chị em gây gỗ hơi nhiều, ví dụ vậy đi, cuối cùng Ngọc Đế phán các vị nên vì ngôi Tam Bảo sống hài hòa với nhau để cho ngôi Tam Bảo được hưng thịnh. Cái quan trọng là mình chuyển cái tích cực trong đó, chứ không phải chỉ ở một cái mặt tiêu cực. Là quý vị chuyện cách nào cũng được. Và quý vị biết rằng trong Phật giáo, nếu nói cho đúng ra là Phật giáo không có cúng quải gì hết trơn. Những cái gì mà chúng ta cúng quải là chúng ta ảnh hưởng vào cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà đạo Phật á, đến bất cứ dân tộc nào đạo Phật hội nhập được với dân tộc đó, và đưa cái message của đạo Phật vào trong cái lễ nghi của dân tộc đó, làm cho cái lễ nghi dân tộc nó càng thêm phong phú. Đạo Phật không có dân sớ à. Quý vị hàng năm mà đi chùa mà dâng cái sớ lên rồi cầu an, sớ cầu siêu là mình ảnh hưởng người Trung Hoa. Vì ngày xưa mình muốn nói gì với ông vua không có trực tiếp nói được, không có biết cái thơ, không có biết cell phone của ổng để mà gọi và nhắn tin. Mà ổng mình chỉ có quyền gửi những lá thơ vô, gọi là cái sớ, trình cho vô biết dân tình đời sống của mình. Rồi ông quan ổng mới đưa cái sớ đó vào trong hoàng cung. Vua khuya vua mới coi từng cái sớ, cái lá thơ để mà rồi phê chuẩn phải cho cái gì gì. Bây giờ làm giống như là mình gửi những cái gì
gửi những kiến nghị, gửi những kiến nghị, những yêu cầu, những cái điều mà mình trình lên, mình muốn được như vậy. Cho nên bây giờ cái điều đó nó ảnh hưởng vào trong chùa, muốn xin Phật cầu an cầu siêu ước làm cái lá sớ. Bây giờ mình không có viết sớ gì á, mình mở đầu bằng câu hôm nay đệ tử chúng con thành tâm cung tụ Phật tiền, chí thành trì tụng kinh chú, ca dương hạnh đức của Phật, bậc thầy ba cõi của nhân thiên. Bắt đầu ca ngợi Phật xong em, xin nguyện hồi hướng công đức chấm 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 chấm, lại thêm chấm chấm chấm, lại nữa. Tụng kinh có 30 phút mà xin thanh tiếng. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta làm táo quân người dân giới cho Ngọc Hoàng rồi đó, dù mình hát trong chùa cũng sao đâu, nhưng mà sau đó rồi mình mượn ý nghĩa của Ngọc Hoàng gửi gắm xuống cho dân tình là gì? Đó. Mình mượn ý nghĩa đó, thay vì mình nói là tất cả đại chúng nhớ hành trì thập thiện, thí dụ vậy. Cho nên ăn thua là mình chuyển cái pháp đó, cho nên không có gì trở ngại đâu. Đại chúng mình vui chơi trong những ngày Tết, để thật ra mình tổ chức Tết trong chùa là mình đi theo dân tộc, chứ còn đối với nhà chùa là gì? Thân tình. Ngày nào mà chẳng phải xuân, phải không? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Người đối với cặp mắt của đạo Phật, ngày nào cũng là ngày xuân hết. Nhưng mà bởi vì đời sống dân tộc thế gian, đời sống của người thế gian chấm dứt một khoảng thời gian nào quy định để gọi là một năm cũ, để cho người ta đủ niềm vui, tự tin, hy vọng bước sang một năm mới. Chứ xin thưa đại chúng, ngày mùng 1 ăn, ngủ, mọi thứ giống như ngày 30 tháng 9 chứ không ý hết, có gì khác đâu. Chẳng qua mình tuyên bố đã bước sang một chu kỳ mới, để mình có một tinh thần phấn khởi bước lên một những ngày tới, vậy thôi. Chứ còn đối với người tu, ngày nào cũng ngày xuân, không có ngày nào là ngày không phải xuân cả. Cho nên ngày thiền sư mới mình mới có một vị thiền sư Việt Nam ngày viết bài thơ đó. Thở nhỏ chưa từng liễu sắc không, thở nhỏ chưa từng liễu sắc không, xuân về hoa bướm rộ trong lòng. Cho nên chưa hiểu được cái gì là sắc là không, cho nên còn bị cảnh nó chi phối. Hễ nói tới mùa xuân cái là rộn rã cõi lòng, xuân về hoa bướm rộ cõi lòng. Nhưng mà khi hiểu đạo rồi gì nữa? Thở nhỏ chưa từng liễu sắc không, hoa về xuân về hoa bướm rộ trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá. Cái mùa xuân chân thật đã bị tôi phát hiện ra rồi. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng, ngồi thiền lặng lẽ trong phòng để đón một mùa xuân mới. Đâu cần phải pháo đỏ, bánh chưng dày gì nữa đâu, dẫn đón xuân. Thôi thì nhân dịp cuối năm, Pháp Hòa sẽ không gặp lại quý vị cho đến sau rằm tháng Giêng. Ngày mai thầy. Cảm ơn nhắc nhở. Chờ có nhiêu đó thôi. Giờ Pháp Hòa muốn nhân cái cơ hội sắp sửa hết một cái năm, gọi là chúng ta gọi năm cũ, chuẩn bị bước sang một năm mới, để chúng ta có một cái niềm hy vọng là những gì đã cũ kết thúc trong những ngày sắp tới, và có một niềm vui, một niềm tin mới, chúng ta chuẩn bị bước sang một cái chu kỳ mới thôi. Chứ thật ra đối với người học đạo, hiểu đạo rồi thì ngày nào cũng là ngày xuân đó. Trong lòng của ta có khi nào mà không xuân? Đó là cái câu nói mà các thiền sinh thường hay nói. Thì Pháp Hòa xin chúc đại chúng, dù là quý vị đón xuân rộn rã hay đón xuân lặng lẽ, thì chúng ta cũng vẫn đón một mùa xuân biên viễn của đạo Pháp như chúng ta đã từng hiểu.